chưa đấy. Thế em chào em cái đi chế ơi, chào buổi trưa vui vẻ. Em đi xíu nha chế. Em lên nha mấy chế ơi. Hello chị. Tinh thủ. Ủa? Em tập buổi trưa hả? Mấy nay chị nghỉ tập. Hello mấy chị nha. Mấy chị yêu. Em lên thêm máy nữa. Rồi, vô. Em kéo qua đây cho nó vô cái gì nữa. Trước cái áo trước đây. Mấy sách và áo gì thế này kìa. Rồi lên cho mấy chế con này nha. Size này là tầm size L. Hiệu LA. Hiệu này mặc rất sướng nè. Size L nha mấy chế ơi. Màu tím nè. Cổ nè nhát rất kết nha. Size L. Đẹp xịn sò luôn. Em này đầu lai em size 70 nha. Em mã L70. Tiếp tục con size S nè. Size S. Hello size S nè. Xuất sắc luôn nha. Size S thì ngược mình tầm 80 độ về thôi. 80 độ về nha. Rồi em này 70 luôn nè, lên mã số 2. Còn em dán rất tốt size M nè. Rất tốt size M. Có chữ dễ thương cho 40k lên mã crop. Đây Uniqlo. Size L này tầm L nhỏ nha. Cái này tầm L nhỏ nha mấy chế. Uniqlo size L nhỏ mút đút nè. Đẹp chưa? Nay em xả con này 60 nha. 60 L nhỏ tầm M thôi, 60 lên mã
mã 60. 60. Tiếp tục, cái này là Kalenji Mood Duck, size này size M luôn. Size M cúp B mặt đẹp nha. Mood Duck có hông hơi bên trong nè. Kalenji size M cúp B. Còn ai size S cũng bao chen được nha. Đó, tại vì cái vòng này nó nhỏ nhưng mà cái cúp thì nó to. Rồi con này để cho mấy chế 70 nha, lên mã họa tiếp. Tiếp tục một em đen. Em đen huyền thoại size M nhỏ. M nhỏ thì vòng 1 mình tầm 80. Cái này là M 86 đổ về nha. Dạ, 86 đổ về nha mấy chế ơi nè. Cận chất nè, đẹp lắm nha. Rồi 50k luôn, lên mã 50. Tiếp tục con dẹp nè, hiệu luôn nha. Cổ yếm size M. Cổ yếm size M 45k. 45k lên cho em mã lưới. Lưới, lưới, lưới. Em có áo kiểu nữa đó mà nó lạc đâu rồi. Đây áo kiểu nè. Áo kiểu này chất chất giống như gân gân. SML cũng không, SM thôi nha. SM, SM thôi nha mấy chế. Cái này dạng áo kiểu không có mút nha. Áo kiểu không mút nè, em này 40k. 40k lên mã kiểu. 40k lên mã kiểu. Có quần 42kg nha. Mút giày thì mình tháo ra mình gắn mút giày vô bạn ơi. Tại vì nó sẵn trong đó cái nào thì nó ra vậy. Size M nè, L nhỏ bông chen. Này nó để size L á, mà L nhỏ M lớn bông chen nha. Em coi nó để size gì. Dán crop top màu hồng nè. Rồi để XL luôn mấy chế ơi, tầm size L thôi nha. Tầm size L thôi. Tầm size L chuẩn. Tầm size L chuẩn ngực tầm 80 85. 85 cho đến 92. 85 cho đến 92 nha. Rồi em này để mấy chế là 65k luôn, cái mã crop. Kiểu. Cái này nó co giãn chất gân nè chị. Nó co giãn nè. Đó 40k. Đó nó co giãn vậy nha. 40k chị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh. Rồi một em chất nè, size M nè, khóa phía sau màu hồng rất là mới nha. Rất là mới. Cái này nó có 4 mắt cài. Chuẩn size M luôn. Cái này nó cắt laser, cắt laser. Có quần dài nha mấy chế, cái crop của Nguyễn Hoa 65. Cái đó nó không có, tại vì áo kiểu mà chị, nó đâu có phải như áo tặc mà phải ôm hay là rộng. Nó là cái chất loại co giãn, nó kêu thun gân á chị, ôm cũng được á chị. Size M, M lớn, M nhỏ gì cũng được hết á. SM gì cũng được hết nha. Và chị có lấy thì ok lại giùm em nha. Rồi con này nè mấy chế ơi, rất là đẹp nha, 70k. 70k lên mã hồng. Em lên con nai này mút liền. Con nai mút liền, nó để này size L mà cái này tầm L nhỏ thôi nha. Con nai mút liền size L, L nhỏ thôi. Đây em báo cho mấy chế nè, nó răng tí xíu cái tem nha. Đó. Rất là mới mà răng tí xíu tem, em để cho mấy chế 50k. 50k tầm size M là mặc ok, được 85 tới 89 đi. 85 89. 85 89 nha mấy chế, theo dõi giùm em like từ từ dần dần tới xen kẽ mấy chế ơi. Quần đùi thì em xả 40k thôi. Rồi cái đó của chị Nguyễn Thị Hạnh. 50k nha mấy chế ơi, lên mã số 1 giùm em. Tại em trả lời mấy chế hoài hoài quên. Rồi một em hiệu Domios size XL nè. Domios mút liền size XL 40k. 40k lên mã XL. Tiếp tục lên em này, size S cổ yếm hiệu City Line. Đẹp chưa? 60k. 60k lên mã yếm hiệu nha, size S. Tiếp tục của em dán crop size này size M. Size M nè. Dán crop 70k lên mã vàng. Đem lên con yếm hiệu VFU nữa nè. VFU yếm hiệu size M mà sau khối lưới nha. Đang ngoài trước nè. Xinh cực kỳ. Giá crop top luôn nha mấy chế, 90k. 90k lên mã yếm hiệu. Đó.
Đó, dán rớt tớp cho mình luôn nha. Tiếp tục em trắng nè. Cái này nó hơi dính dơ. Dính dơ 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 xíu đây nè. Nó tầm SM nhỏ. SM nhỏ cũng yếm luôn. Cũng vàng yếm luôn nha. Dính dơ, dính áp màu tí xíu. Đó. Trắng thì nó trắng tinh mà nó áp màu đây nè. Nên là sale cho mấy chế con này 40k nè. 40k mã trắng. Trắng trắng. Đây. Size SM nhỏ luôn. SM nhỏ, cái này mặc vô phơm nâng ngực luôn. Phơm nâng ngực nha. Đó. 50k. 50 lên mã đen dây. Đen dây. Đen dây. Tiếp áo kiểu nè. Áo kiểu này à. Quá xinh. Đây, áo kiểu này chắc là SM đều được nha, tại vì phía sau nè. Phía sau nó cột dây nè nên là mình SM được hết. Ôi. Áo kiểu mà màu đỏ nữa quá xinh. Đi chơi đồ mặc. Cái này có sẵn mút. Cái này có sẵn mút nha mấy chị. Sẵn mút nha, em này 75k. 75k lên mã đỏ kiểu giùm em nha. 75k. Quá xinh luôn, mới xanh tần tần nha, lên mã đỏ kiểu. Rồi em tiếp con size S nè. Size S nè. Cũng lệch vai kiểu luôn, xinh chưa? Đó, lệch vai nè. Mỗi cái mỗi báo giá cho mấy chế, nghe giá giùm em. Giá size mỗi cái mỗi có. Rồi size S cho mấy chế 70k là lên mã tím đẹp. Trời ơi tím đẹp quá luôn. Lên con này size LXL, size LXL mút đúc liền hiệu Romeo nha, 70. 70 lên mã hiệu, 70 lên mã hiệu nè. Cái này size LXL cho mấy chế nào cúp B ngực tầm 90 95. Còn con rất tớp nữa nè. Dán rất tớp size này size M. Rất tớp size M. Hello hello Mai Trang. Rất tớp size M vậy mấy chế. Rất tớp size M này, đẹp cực kỳ, 65k lên mã số 2. 65 lên mã số 2 hiệu cho Nguyễn Hường 70. Lên con Domios size L. Size L lớn XL nhỏ bao chen ngực này 90, 96, 92, 96 lên mút liền nha. Mút đúc liền hiệu Under Armour luôn mấy chế. Hiệu Under Armour, ai có đơn nhớ inbox cho em nha. Rồi để cho mấy chế con này xả 50k. 50k lên mã số 1. À có ai lấy áo ống không? 10k luôn. Áo ống size SM nhỏ là ren nè, có mút sẵn nha, 10k. 10k. Cái đó em không biết chị ơi, tại vì em cũng không biết chị mặc ôm hay chị mặc rộng nên báo sai chế căn. Người thích cho mặc ôm, người thích mặc rộng. Rồi cái này 10k nha mấy chế. 10k là em có màu đen, màu trắng nha. Size S, size M đều được, 10k lên mã ống. Ống đen hoặc ống trắng chắc có một cái rồi. Đen hoặc trắng nha. Đó 10k thôi. Rồi quần dài chất dệt nè. Dài chất dệt size này. Size S, M nhỏ bông chen. Hiệu Molly VV gì nè. 10k Nguyễn Xuân Thủy lấy cái màu gì vậy? Áo treo tường size S. Áo treo tường size S thôi. Đây quần dệt chun mông nè. Cho mấy chế nè. Đẹp không? 70k nè. 70k lên mã 70. SM nha. Áo 10k màu đen phải không Nguyễn Xuân Thủy ơi? 10k màu đen là Nguyễn Xuân Thủy. Hai màu luôn. Rồi màu trắng luôn. Ok. Trắng đen. Em tiếp một con Domios nữa nè. Domios size này size M. Mút đúc liền. Size M mút đúc liền. Mà cái này nó hơi giãn xíu để nó chế 20k. Hơi giãn tí thôi nha. 20k. 20k lên mã 20. Một con crop là 40 nè. 40 lên mã xanh. 40 lên mã xanh. Tiếp tục một em áo kiểu nữa nè. Trời ơi, kiểu gì đây? Của F21 nha. F21 size này là size M.
SM. Cái này mình có tăng đưa được nha mấy chế. Con này của F21 thì con này nó không có, nó không có mút nha. Này để coi hai lớp. Cái này hai lớp không có mút. Trương Xuân 20 sang cho Từ Vi 40. Con này nó không có mút nha. Mình cần thì mình cắt, mình nhét mút hay là mình ấy gì đó. Của F21. Rồi em này để mấy chế 70 lên mã yếm hiệu nha. Xanh size M nha. Ủa em nói mấy chế nghe không rõ hả mấy chế? Em đọc size, đọc giá hết trơn. Sao em thấy mấy chế hỏi giá rồi sao rồi ta? Đây tiếp tục con này nè, mới cứng luôn. Size M nè, hai cái line nè, mới cứng luôn nha mấy chế. 60k, 60 lên mã đen, 60 lên mã đen. Yếm hiệu 70 cho mèo lùn đi thơ. Trường Xuân. Và con 50 là con nào ta? Con 50 là cái con to này đúng không bạn ơi? Đúng ok thì mình nè. Trường Xuân nè. Em lên xem kể chế nào xem được thì theo dõi hộ em nha. Rồi tiếp một con size F đây. Đây size F nó màu hồng nha. Đưa gần nó hơi bị chá, nó màu hồng mới thấy đẹp lắm. Trang Bùi mã, mã đen. Ok 60 Trang Bùi. Đẹp lắm nha mấy chế, 60 luôn nè. Xả nhanh nè. Size F nha, lên mã 2 giây. Đó cái màu nó là màu nâu nâu. Xét lên mã 2 giây 60. Tiếp tục con này size S nữa nè. Nó rất là đẹp. Mặt vô nâng tạo khe. Cái cổ chữ V luôn nè. 60k. Có màu trắng. Con 50 đó size L nha. Cái đó size L lớn được tầm 91-96 nha bạn. Cái này 60 luôn nè. Lên mã nâng. Cái này nâng ngực luôn chữ V. Tiếp tục một con F mới tinh tịch tình luôn 70k. F70k lên mã hồng 70. Một con hiệu CP Line của Yến size F nữa nè. Tiếp tục CP Line nè. Cổ Yến chắc mềm cực kỳ luôn. Ngoài sao là kiểu là xinh lắm nha. Hiệu nha mấy chế. Rồi con này 70 luôn đi. Lên mã Yến hiệu màu trắng. Cho em xả con yếm nha chị. Ok, bỏ của mèo lùn chi thơ ra. Tiếp tục một con hiệu size này S. Anh đã mo. Cái này chất dệt nó co giãn nên size S này nó nhỏ. S này S nhỏ cho mấy chế ngược 79 đổ về. Mấy chế nghe rõ size giùm em nha. Em đọc size XL, size L lớn mà. Nên là chế nói con 50 nào. Và mấy chế nghe size và mấy chế nghe mã, lên mã giùm em. Nghĩ mấy bữa làm như mất tương tác hả ta? Đây nha mấy chế. Under Armour size này ngực 79 đổ về thôi, hiện xịn luôn nè. 50k thì nó nhỏ nè. Lên mã 50. 50 lên mã 50. Ôi nãy giờ em lên size to quá trời đó. Đây một con này là hiệu đá Adidas size này ML bon chen. M lớn, L nhỏ bon chen. 60k nha. Yếm hiệu cho Nguyễn Hằng. Yếm hiệu nè. Yếm hiệu 70 Nguyễn Hằng là ok nè. Con đen nâng 60k. Ủa, bữa chị nói đi cách ly rồi mà. Hôm nay không gì. Đây cái này Adidas nè. Đó. Cái tem nó bị tí xíu ở đây nha. Đó, để nó chế 90. 90k size M lớn, L nhỏ chắc đã lắm mới chế. 90k nha, size M lớn, L nhỏ. Ngực này tầm 80, 86, 91. 90k lên mã hiệu chính. Hiệu chính. Tiếp tục con này size S khóa nè. Nai dương tính hả? Dương tấm rồi hả chị? Nam tấm hả? Bị trình tuần lễ thì hết cái gì chị ơi, giờ nó đâu có gì đâu. Đây size S nè.
CS, CS nè, đẹp xuất thần mấy chế ơi, 50k luôn nè. 50 lên mã S 50. 50 lên đang một con hiệu Liquid Low CS nữa nè. Trời ơi, mút liền nó dễ thương mà dán cà rất tốt nữa nha. Đó, mút trong nè. Dán rất tốt nha mấy chế. 80k. 80k. Lên mã mã hiệu sáng. Đang lên con quần đây. Quần này size M. Size S. Quần này size S nha. Cái này nó có cái qua ở dưới nè. Nó mang làm sao ta? Vậy hay là một chéo gì đó em chả biết nữa. Nói chung là nó có cái cọng dây ở dưới nha. Đạp gót hay là chéo qua chéo gì đó. Đó size S nè. 110. Size S này, S này S chuẩn nha. Eo này 70 đổ về cũng ok nha. 110 lên mã xanh. Lên mã xanh. Đây một con xịn sò bút đúc liền màu ngọt. Size M cổ yếm bút đúc liền. Con này mới chín mấy phần trăm luôn nha. Ngoài sau là có móc. Size M hiệu CP Line luôn nha. Em này 90. 90 lên mã xanh hiệu đúc liền nè. Mới lắm nha mấy chế. 90 lên mã xanh hiệu. Tiếp tục chén rất tớp size này tầm size size M luôn. Yếm sáng cho hoàng xuân. Yếm sáng cho hoàng xuân. Yếm sáng 80 nè. Nãy em đọc cái này yếm sáng đúng không ạ? À? Cái này nãy đọc yếm sáng không ạ? À? 87 không vừa nha mấy tình yêu ơi. Hoàng xuân. Hoàng xuân yếm sáng đúng không? Đúng ok thì mình nha. Size S của em là ngực 81 đổ về nha mấy chế. Ngực 87 thì phải mặc cái size M lớn. Cái 80 rồi, một con size M. M chuẩn thì ngực 86 đổ về. Còn M lớn thì ngực 85 đến 90. Đây. Cái này size M nè. Ngực 86 đổ về thôi nha. Rất là đẹp. Rồi, để cho mấy chế 60k luôn nè. 60k lên mã mã crop. Lên một con quần đen, quần lở cạp, cạp này nịt bụng luôn nè, size S. Size S nha, 70k. 70k lên mã đen S 70, chất chuẩn tập luôn. Tiếp tục quần dài chất dẹp dày ôm nịt bụng nè. Dày ôm nịt bụng là size S luôn nha. Size S cho mấy chế chất dày lắm luôn. Đó. Em này 100k. Ngực 84 mà size M. Size M chuẩn nha. Đây, trời ơi con này quá trời đẹp, không có chế nào lấy. 90k. Nó mới 90 mấy phần trăm luôn. Màu rất là đẹp size M nữa. Rồi con đen đây 100k lên mã dài đen thì cho em nha. Tiếp. Con này hiệu Domios size M. Mà ngoài sau nó hơi nhăn nhăn nè. Chế thấy không? Đó, màu đẹp quá. Nên là em xem mới chế 35k. Size M nha. 35k lên mã tím M. Áo thì rất là mới, nó nhăn nhăn đây em có báo nha. 35k lên mã tím M. Tiếp tục con CP Line này size S. Size S thì ngực 80 đổ về nha. Ngực 80. Đó, đẹp chưa? 50k. 50k lên mã xám. À, hồng sang crop đen. Ủa là cái nào ta? Tím M 35 cho anh Nguyễn. Của Nguyễn Hoa. Cái hồng là cái nào? Xả cái hồng cái này nãy nói nhiêu? Cái đen nó nãy nói nhiêu ta? Cái đen 60. Mấy chế hạn chế xả giùm em nha. 60. Của Nguyễn Hoa. Có đơn inbox nha mấy chế ơi. Rồi con này size S nè. Size S, size S ngực 80 đổ về thôi nha. Ngoài sau là cổ chữ V. Màu nâu tay. Màu nâu tay luôn. 70k lên mã nâu tay. Tiếp tục một em size S nữa nè. Khóa dáng rất tốt nha. Size S ngực mình tầm 81, 82 đổ về thôi nha mấy chế. Em báo
sai chỉ cho nó chế rồi đó. Đó, khóa này, ngày 82 đổi về. Giá crop top 70 nha. Lên mã tím 1. Tím 1. Ai sai to không? Có ai sai được phần trăm không mấy chế? Có ai được phần trăm báo em nha. Rồi lên một con đỏ xanh mờ đây. Đẹp chưa? Đỏ xanh mờ mới tinh nha, 75k. 75k. 75k lên mã đỏ nha. Đẹp cực kỳ. Bánh mì. Tiếp tục CXL hiệu Romeos nè. CL. Này nó để D80. Mã này tầm cấp C thôi nha. S hiệu đỏ. Đỏ 75 cho Trương Xuân. Đây size này à. Size L. Này nó để này tầm size L thôi. Size L thì cấp tầm cấp C nha. Rất là đẹp hiệu Romeo. Nãy giờ cái nào cũng có hiệu hết á. Cái nào cũng có hiệu hết. Cái chế nào ưng thì lấy. Đây. Đó size L nha, size L mút liền nè. Này mặc hai áo ngực được luôn, cái này nó là lưới nha. Đẹp cực kỳ. Mút đút liền nha mấy chế. 60k luôn cho mấy chế nè. 60k lên mã hiệu đen. CL nha. Đây, cái này nó cũng là hiệu nè mấy chế ơi, CS nè. Hiệu là 50k một cái nha. 50 lên mã hiệu xám. Hiệu. Đây, một em này size M nè. Chuẩn M dáng crop top đang lưng phía sau 60k. 60k lên mã đang lưng. Xinh xinh xinh. Puma hiệu size M. M này ai L nhỏ bao chen được luôn, sexy chưa? Mới cứng nha, mới chín mấy phần trăm như thế. Con này để mới chế 90 luôn nè. 90. 90 lên mã B9. Đây một em kiểu là đúc liền size M lưới lưng 50k. 50k lên mã lưới lưng à, có quần dài à. Ủa nãy giờ em like có xen kẽ nó mới chế không coi. Có quần dài rồi có áo có gì đó. Còn chế chế đi ngủ thì chế đi ngủ. Chúc chế ngủ ngon. Nguyễn Lê là 90 nè. B9 nha tình yêu ơi, B9 90 nha, có đơn inbox giùm em nha, nâu tay. Nâu tay cho Hoàng Xuân, ủa sao lên comment chậm vậy ta? 70 cho Hoàng Xuân, lưới lưng 50 Tường Vy. Lưới lưng nè, không có tay dài nha. Cái này cũng là hiệu Dark Skin. Size này size M, nó tạo the luôn. Size M nha. Tạo the luôn, 60k. 60k lên mã hiệu xám. Một con M nữa nè. Size M nè. Đó, M chuẩn thì mới chế được tầm 88 là ok nha. Size M là màu xanh đen, đẹp chưa? Size M em này 65k lên mã xanh đen. 65k lên mã xanh đen. Rồi B9 em hết nha. B9 của Nguyễn Lê. Anh Thi Trần Thị sao nữa? Hát xám là cái hiệu xám nè. Hiệu xám là cái này phải không Mai Phương? 60 nè Mai Phương. Xanh đen nè Nguyễn Lê. Nguyễn Lê anh bóc dùm cho em nha. Tại vì cái bếp đó nó không có anh bóc trước cho khách được. Cái 60 của Mai Phương. Cái kia 65 của Nguyễn Lê. Rồi size này tầm size L nhỏ. Ai M lớn có thể bon chen được tầm 80 86, 91 kiểu nè. 55k cho nó chế lên mã kiểu. 55k lên mã kiểu. Mới lắm nha. Rồi size M dáng crop nè. Để mới chế con này 50 nè. 50. 50 lên mã xám. Con này hiệu hiệu Champion nè. Xinh chưa? Hiệu Champion nha mới chế. Rất là xinh nè. Đó 65k luôn. Lên mã xanh lá. Xanh lá xám cho Tường Vy 50. Con này size S mút liền.
họa tiết luôn, là 60k luôn trong cái giá 60k lên mã họa tiết. Rồi màu em trắng này nó còn mới luôn, size M nhỏ. Size S lớn có thể bon chen nha. Cái này M nhỏ thôi. Đây. 50 xám, xám 50 em hết. Cái này tầm S lớn thôi, M nhỏ được tầm 84 đổ về, nâng luôn mới luôn nha. Rồi mới luôn 75k lên mã mới. Ai size XL là mút đúc liền, mới tinh tình tình luôn nè. Mút đúc liền nha. 70k, 70k lên mã XL mới luôn. Mới tan spam. Dán crop top size M nữa nè. Cái này người ta nó mai định hình cái mút ở trong rồi nha, nó chế để gì mặt luôn hoặc về lờ cắt cái chỉ ra cũng được nha. Rồi con này em xe cho nó chế 45k thôi. 45k dán crop top size M lên mã crop. Tiếp tục dán crop top nè, size M nè, 70k. 70k ở trong nó có thêm một cái bra để mà nịt nữa nha. 70 lên mã xanh. Xanh. Còn là con mới này size S nè. Size S là ngoài sao hiệu Domios nha. 60k. 60k lên mã dạ quang. Tiếp tục con M kiểu nè. Cái hiệu Super gì nè. Nó chạy dọc hiệu ngay cái dây luôn nha, size M lưới nè. Đó, 50k lên mã phối lưới. Hơi bị đẹp, hơi bị chế. Tiếp tục con hiệu CP Clay size M nè. Dạng nâng luôn nha, con này 75k. Đỏ tươi luôn. 75k lên mã dây đỏ size M nhỏ, ngược này tầm 80-86 80-86 độ về thôi nha. Nãy như 75 lên mã đỏ dây. Rồi con này size S, sale cho mấy chế 40 nè. Phối lưới Nguyên Lê 50. Nguyên Lê 50 phối lưới. Đây con này size S là 40k cho mấy chế. Lên mã đen S. Hiệu nè. Hiệu này size ML bon chen mút đúc liền, có khóa phía sau nha. Chất dày mới lắm luôn. Rồi 65k lên mã mút liền. Mút liền. Đỏ dây 75. Đỏ dây 75. Cho mai thương. Rồi cái con này size L mà cái mút ở trong á, nó là sao nó lật lật nè. Xe mới chế 35 thôi, mới lắm. Mình nắng lại ha. Về nắng giặt vuốt. Size M lớn có thể bon chen nha. L thì L nhỏ thôi nè, 35k nè. 35 lên mã xanh 3. Lên mã xanh 3. Tường vi mút liền 65. Mút liền của tường vi trước rồi nha tình yêu. Giá crop top 40k. Size SM nhỏ. SM nhỏ lên mã 40. Kiểu như là mấy chế. Cái này cột dây có thể mình thắt lên thắt xuống gì đó. Size cũng là size S. Size S M nhỏ bon chen nha, ở trong nó có cái này nè, chuẩn tập nè. Đó. Xanh 3 là 35k. 35k của Xuân Thảo. Rồi con này để mấy chế 60 luôn nha, mấy chế cái này cột cột dài cột ngắn gì đó tùy mình cột ha. Lên mã cột luôn đi, 60. Đây ai muốn XL. L XL bon chen nha, tại vì này nó có thêm 5 6 mắt nữa nè, mình thâu vô được nha. Hiện này mặt rất là êm nha mấy chế. Màu đỏ đô mới len ken nha. Đó. Con này 70k nè, size L nha. XL có thể bon chen lên mã đỏ đô. Đỏ đô. Còn em màu trắng size này à. Size SM nhỏ. Size S thôi. Để coi size. Mới tinh mà còn size trong đây luôn. Size M nhỏ thôi nha, ngược 84 đổ về thôi nè. Đó. Lưới lưng phía sau nè. 40 crop top cho Quỳnh Thu. Quỳnh Thu có đơn lên bóc cho em nha. Rồi con này mới tinh 80k lên mã trắng mới. Size M nhỏ là người 83 đổ về ở cái 40. Tiếp tục con em size S nữa nè. Rồi nó mới cống luôn mấy bà ơi, 70k. 70k lên mã hồng S. Màu tươi. Con này
cũng mới chát luôn, size L nha, màu trắng nè, màu trắng em sợ lắm. Mới tinh tình tình nha, 80k. 80k lên mã. Cái này size M lớn không chen được nha. 80k lên mã trắng 8. Đỏ đô của Nhung Hoàng. Đỏ đô Nhung Hoàng. Nhung Hoàng inbox cho mình nha. Hồng S của Tường Vi. Đỏ đô đang lại 70, hồng S 70 của Tường Vi. Rồi em mút đúc liền size S M nhỏ bông chen. Rồi con này để mới chơi 40. 40 lên mã cài xong, S M nhỏ bông chen 40k lên mã cài xong. Có ai size to thật to thì bảo em có mấy cái. Xong lên mấy con áo nữa thì qua quần cho mấy tình yêu nha. Quần quần áo áo lại là đi nữa. Con hiệu NB này nó ghi size L mà tầm M thôi nha. Cái này tầm size M nè. 40k lên mã khóa hồng. Size M. Đây một em nâng nữa nè. Nâng dáng rất tốt luôn nè, size M nhỏ. S lớn bon chen. Cái này ngực tầm M thôi. M nha, ngực này tầm 81 cho đến 81 86 thôi. 81 86. Rồi con này 60k. 60k lên mã C6. Tiếp tục đây. Size M màu hồng ngọt ngào này mới chế 60k lên mã hồng. Hồng 2 đi, hồng 2 nha. Khóa hồng. Khóa hồng là cái nào ta? À khóa hồng. Khóa hồng cho lại Thúy An 40. Lại Thúy An. Dán rớp tớp xe S nè, 50k. 50k lên mã xanh đen, chất dày chuẩn cọc nha, rất là đẹp nha, size S 50. Rồi con hiệu City Line mới tinh tình tình. Size S luôn. Size S nè, mới lắm 80k. Lên mã hiệu S. Hiệu S lên cái quần này nè chứ. Quần nai lỡ này, này nó đánh size L mà tầm size M thôi nha. M này eo này tầm 70-71 được 71. Coi dạng tốt eo này tầm 70-71 đổ về nha. Quần lỡ thôi. Quần lỡ là sao cho mấy chế 90 nè. 90 lên mã lỡ. Quần lỡ thôi. Thôi. Tiếp một con này size M nữa nè. Size M mút đúc liền 50k. 50k lên mã mút đúc. Size này tầm nó ghi M mà tầm L vẫn ngon chen được nha. M này M lớn. Ngực này 87-90. Ủa quên. 87-91 đi. 87-91 là 60k. 60k lên mã loan. Một em quần màu hồng gạt cao. Quần hồng cạp cao em lai nhanh cho nó chế cho nó nhanh nha. Lỡ 90 cho Thúy Lộc. Lỡ 90. Lỡ nó để đó, nó để xoay L nhưng mà tầm M thôi, eo 70 độ về mà của bạn Thúy Lộc lấy rồi. Cái đó size S muốn trúc liền 80 nha. Cái này size S là cạp cao. S cạp cao này trên này nó không có đường may, nó thoải mái, eo tầm 71 cũng được nha. S lớn đó. S lớn mới tinh luôn. Rồi em này 110 nha, lên mã mới giùm em, mới đẹp, gần như là mới 99%. Này em đọc mã mới nha, 110k. Mới tinh tình tình. Một con này cũng size S nè, cạp cao. Eo này thì tầm 68 độ về nha. S cạp cao mới cho chị Hồng Nga Đào. 110 con nó đẹp lắm chị. Cái này nè. Nó có cái quấn. Cái này size S eo 68 đổ về. Coi dạng tốt nè, nó có thêm một cái này nè nha. Đẹp lắm mấy chế. Màu xanh nữa nè. Con này nó hơi dính dơ đây tí xíu nè. Rồi để nó chế 100k và giặt dùm em nha. Lên mã xanh 1. Xanh 1. Lên thêm con quần.
Size này tầm M nhỏ, eo này 71 đổ về. 68 70 71 đổ về. Nó có phối phối. Cái này chất mềm. Xanh một cho chị Hồng nha nào. Chất nó rất là mềm nha, đó. Đẹp lắm nha, mấy chế con này 110 luôn nha, lên mã rêu. Rêu. Nay này nó là dáng crop top size M. Cái này ai S lớn bon chen được nha. Nó để L mà tầm M thôi. Tầm M thôi nha mấy chế, ngược 85 đến 90 thôi. 85 đến 90 dáng crop top 100k luôn. 100k lên mã xả. Tiếp tục Domios size S dáng crop top luôn 60k. 60k lên mã số 1. 60k lên mã số 1 size S. Rêu 110 cho Hạnh Nguyễn. Size M mút đúc liền 100k luôn. 100k lên mã liền. Xin con hiểu Domios nè. Cái này là size M luôn nha. Sexy ghê chứ. Size M luôn nha. Cái này của em có rồi em. Liền cho lại với em. Nè, cái này nó hơi bị nứt cái tem ha. Đó, nhưng mà cái quần thì rất là mới nha mấy chế. Nên là em bán cho mấy chế là 100k luôn. 100k lên mã size M nha, lên mã hiệu M. Cái gì ta? Liền 100k của lại phí em. Ai có đơn inbox giùm em nha mấy chế. Con này size S lớn là cổ yếm ngoài sau lưới lưng. Đẹp cực kỳ nha. M nhỏ bon chen nha, ngực này tầm 79-84, S lớn nha, đẹp không? 75k lên mã yếm xanh. Yếm xanh, hiệu M là cái nào? Hiệu M là cái này không em? 100k không? Hiệu M nè, hiệu M của Xuân Thảo nè. Là cái quần phải không ta? Xuân Thảo hiệu M, Thảo Lê sao? Cái này em đọc mã gì quên nữa rồi. Xanh S. Xanh S là cái này hả? Xanh S là cái này phải không? Ê, em đọc mã gì trời? Yếm xanh hả? Yếm xanh nè, yếm xanh 75 cho Hạnh Nguyễn. Ủa xanh S là cái nào Quy Quy ơi? Quy Quy. Con này nó để L mà tầm M của Uni nha. Uni thì cái form nó nhỏ, tầm M là ok, mút liền cho mấy chế 50k. 50k lên mã liền xám. Em có con Ali. Em phải Adidas, con này con Nai. Con Nai quần ống suông, có ai lấy quần ống suông không? Yếm hả? Ủa yếm đọc mã yếm xanh mà. Liền xám 50 cho Thảo Lê. Nãy đọc mã yếm xanh hay gì mà ta? Nếu mà yếm xanh là của Hạnh Nguyễn. Vậy em đọc mã lại cái con yếm nãy nha tình yêu ơi. Không biết không nhớ mã gì nữa nên là nhầm nha. Rồi ai lấy cái yếm đó thì lên mã lại nha Hạnh Nguyễn ơi. Lên mã lại nha. Rồi ai lấy con yếm 75k lên mã 42 giùm em nha. Hai người thôi. Rồi con này hiệu Liên Ninh nè. Liên Ninh hay anh ta gì nè, cái hiệu nè. Đó size S luôn nha. Sexy chưa? 110k này lưới nè. Lưới này nha, 110k lên mã S. Rồi gì là của Ok thì của Hạnh Nguyễn y cũ nha mấy tình yêu. Em lên cho cái chế con Lulu nè. Lulu dán crop top size S luôn nha. Lulu crop top size S luôn. Xong rồi con lên nhà ba ấy đi. Size S luôn dán crop top nha mấy chế. Rồi con này để mấy chế nha. Cái này độ mới nó tương đối thôi nha. Để mấy chế 100k. 100k lên mã số 2. Size S. Có ai quần size to không? Size này size L nè. Size L eo này 75 đến 80 cũng được luôn. 75 đến 80 nha. Gì con? Cái quần này còn mới luôn.
này size L nha. Lỡ quá, 75-80 luôn, cái này mới luôn nè, để cho cái ghế size to này 100k thôi, 100k lên mã vàng to. Chưa, ăn cơm. Ăn cơm xong rồi làm chỗ này đang bán hàng mà, con nói chuyện xong mẹ trả lời. Cái này hiệu Domios size L nữa nè. Thế nào, oh, Kalenji chứ. Size L hiệu Kalenji nè. Vàng to, 100k. Thì xe to em sale cho mấy chế ưu tiên, cho mấy chế đẹp ta đi tập của vàng to của Thi Mai. Cái này cũng là size LXL bao trang hiệu Kalenji nha. Kalenji nè, heo này tầm 80-82 đổ về nha, 80-82 đổ về nè. Để mấy chế 90 thôi nè, để mở họa tiếp nha. 90 con một bít một chút thôi mẹ. Con có một chút thôi. Ăn cơm size này size S. Size S 30k. 30k lên mã chữ. Con một chút đi rồi con hứa. Nói chuyện hoài, mẹ nói chỗ mẹ bán hàng xong rồi mẹ trả lời một cái nói chuyện hoài. Rồi chút nữa con ăn xong rồi chút nữa con nghỉ à. Adidas size M. Đó mẹ. Quần lỡ nha. Tết có gì mẹ mới mua. Adidas size M quần lỡ nha mấy chế. Số 3 là con nghỉ đó mẹ. Quần lỡ để cho mấy chế. Số 3 con nghỉ mẹ. 90 lên mã 90 gỡ. À, có áo vàng là không chị không biết nữa. Xem mình đi nha. 90 lên mã 90 nè, size M. Rồi Domios size SM mút đúc liền 50k lên mã liền đen. Đây ai săn mấy con này nữ City Line size S nè. Trời ơi, chữ sexy đẹp chưa? 90 là cái nào? Adidas 90 cho Thảo Lê nè. Đẹp lắm luôn. Đây nha mấy chế ơi, có chữ nè. Size S nha. Đây, con này còn tem còn mới luôn. Của City Line mới luôn nè. Rồi 120k lên mã mới. Cái này còn mới luôn, còn tem City Line nè. 120 lên mã mới. Một em này khóa trước màu tím size M. Tím size M có khóa. M này M chuẩn. M chuẩn ngực tầm 82-87 là ok nha. Màu tím nè. Này 70k lên mã tím. Mới cho Hạnh Nguyễn nè. 120. Con này nãy nói như ta. Hãy 120 không còn. Quên mất. Đây Lulu nè. Ai Lulu không mấy chế. Lulu này tầm size 10 á, size XL á. Tầm size XL. Cái eo này tầm 70 7782, 78 đi, 7883. 7883 nha, Lulu lỡ là mấy chế. Size to em cũng sale cho mấy chế 90 luôn. Đi cho nó nhanh, 90 lên mã. Mã 90 đi. Con này hiệu rất là đã luôn nè. Size S nhưng mà S này S lớn nha. Hiệu nè. S lớn này tầm M á. M cái eo này là 70-73. Eo 70-73. Màu này đẹp cực kỳ nha. Màu xám lông chuột mới tinh. Cái này 110. 110 lên mã xám. Thấy Nguyễn Lê nha. Nguyễn Lê sau. Sau bạn bên đây. Chốt ra máy. Quần đùi hả? Quần đùi tí xíu ra sao. Một con này đẹp cực kỳ. Size này size S. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, mặc đi chơi, đi tập, đi kiểu gì cũng được nha. M nhỏ có thể bon chen. Dán crop top luôn nha. Ở trong có cái bra luôn. Đẹp lắm nha mấy chế. Rồi. Con này để mấy chế 85k. 85k lên mã nơ. Hello hello Thanh Trúc. Trời ơi nãy giờ không thấy em, buồn ghê. Lên mã gì nơ. 85k. Mới uống miếng nước cũng nhiễu rớt. Rồi một em size S. Size S em này 70 đổ về nha. Hiệu Kalenji. Hiệu Kalenji luôn. 90k. 90k lên mã hiệu nơ cho chị Hồng Nga Đào. Đẹp lắm chị. 85. Chị Hồng Nga Đào. Trời ơi, nay toàn lai siêu phẩm không em.
Nè tình yêu bao bao gì quên mất tiêu. 90k hiệu cho Thảo Linh. Linh bao ơi, tình yêu ơi, size này size L, XL bông chen nè, của HM nè. Đây. Này mới, độ mới 90% luôn, cái eo này tầm 78 đến 83, độ ok. 7883 họa tiết luôn nè, 120. Lên mã họa tiết. Đẹp cực kỳ, mới tinh luôn nha, của HM, lên mã họa tiết. Con này size L. Nè Linh bao lấy cái này XL, cái này size to nè. Cho mấy chế 65 70 kg luôn nè. Cái này TXL rồi nha. XL này eo này 85 90 luôn. 65 75 kg mặc được luôn á. Đâu có xét thì đâu có ghét xét nữa đâu. Eo này như nãy nói nhiêu quên nè. 85 đến 90 luôn nha. 90k thôi, size to nè. 90k lên mã 90. Linh bao lấy cái 120 phải không? Tím này to lắm, tím này không vừa. Lấy tím này đi, tím to nên sale 90 đó. Lấy tím này thì 100 nè. Đó. Cũng mới luôn á. Lấy cái này thì ok nha, Linh bao tím ngọt nè. 100k. Không có tay dài tình yêu ơi. Chị Hồng Nga Đào em nhớ chị có cái áo đôi này đúng không ta? Nhớ bữa chị có không không khác cái màu tím tím rồi. Con này size M, hiệu Domios size M nè mấy chứ. M cái eo này tầm 70 73 đó, khối rất là đẹp nha. 100k lên mã khối, 100k lên mã khối. Linh bao lấy cái tiếng nhạc không rồi. Một em chất dẹp nè, size M, size M không, cái này size L, cái này size L, tím nhạt size gì size đó size L luôn chị. Phối 100k của Thảo Lê, cái này size L nha mấy tình yêu, size L, size L. 80k lên mã L 80. Tím quần dài nó giống như cái quần màu hồng bữa hổm đó, cái hồng bữa hổm có lấy một cái mới vậy đó, nó chung lô có size S nha tình yêu. Nè, nó bằng cái hồng bữa hổm em cứ lấy đó, cái hồng cái xét hồng be hồng gì em nói đó. Hồng em là sexy chưa, mới 90 mấy% nha, size này tầm size M nhỏ, không size M luôn, size M luôn nha mấy chế. Hiện này nè, phối lưới đó. Hello hello chế nè, phối lưới phối đục lỗ chứ, size M nha, mới lắm luôn. 100k lên mã đen mới, nó đục lỗ luôn á. Ôi trời ơi, còn nhiều mà chế ơi, đồ nhiều lắm, đồ nhiều lắm chế ơi. Rồi con áo kiểu nè, áo kiểu size S nè mấy chế, 40k, 40k nha. Size S là lên mã kiểu đi, size S lên mã kiểu là 40. Đen mới 100k cho Thanh Trúc. Rồi con này sale cho mấy chế 35k luôn, size S luôn, lên mã đen S. Đây con cam, rồi con cam này size to nữa nè. Ra hiệu không có, lên xen kẻ rồi bạn. Kiểu 40 nè, kiểu 40 cho Thanh Trúc. Đây, hiệu có hiệu luôn. Size M nè. Cạp này nó không có đường may nè. M này M lớn mới chế. Em này tầm 72, 75 mà ok nha. 72, 75 mà ok. Khối là đẹp chưa? Đẹp quá luôn. Còn 110k nha. 110k lên mã khối. Cam size to em ơi. XL. Bóc lên gặp XL quế. Size to. Size to. Rồi lên con này size L. Còn tem luôn. Còn tem luôn là 40k. Size L mút nâng nha, 40k lên mã tem. 40 lên mã tem, eo 80 hơi bị rộng á. 48kg hả? 48kg tùy chiều cao nữa. Nói chung size S em đọc là eo 81 đổ về. Khối là cái nào? Khối nãy nói nhiêu? 110 cho
cho Thảo Lê tem, tem 40 cho Yến Linh Nguyễn. Đây size này size M. Size M nó giống như con Adidas mình đó chứ. Nó đánh L nha. Nó đánh L mà tầm M lớn thôi. L thì phải nhỏ, ngực 91 đổ về thôi. Ngực 90 91 đổ về thôi nha. 85 90 là đẹp. Kiểu nè. 60k lên mã sọc. 60k lên mã sọc. Mét 50 với mặt size M nha, 48 kg. Mặt size M nhỏ hoặc là M chuẩn, size S. Đã mình quy ra cái size của mình rồi á để cho mọi người dễ biết. Chứ nó nhiều nước. Nó là hàng si, nó nhiều nước, nó đủ thứ nên là mọi người khó canh lắm. Mình đã quy ra cái size của mình cho mọi người biết dễ rồi. Rồi thì size M nhỏ nữa nè. Sọc. Sọc 60 cho Nguyễn Thanh Mai. Size M nhỏ luôn, hiệu Calenzi quần lỡ nha chứ. Quần lỡ Calenzi size M nhỏ eo 70 đổ về nè. 80k, 80k lên mã sáng. Đây con hiệu CP Line. CP Line size M, nó có khối mà trước. Size M CP Line nha. 100k lên mã hiệu đen. Size M, nó có phối thêm cái này ngoài trước. Hiệu đen 100k. Sáng, sáng 80 cho Đặng Hiền. Ai có đơn nhớ inbox dùm cho em nha. Tiếp tục con này cạp cao, size này size M nữa nè. Đó, nó không có đường chun trên đây, mặc rất thoải mái. Eo này tầm 69, 70, 69, 73 là ok. 69, 73 màu xanh. 110k lên mã cạp cao. 110 lên mã cạp cao. Hiệu đen. Hiệu đen là cái này. Hiệu đen 100k cho Thảo Lê. Rồi em tiếp. Một con nè. Dán rất tớp size S. Size này đánh M mà M nhỏ thôi, tầm S thôi. Với chứ ơi, ngực 83 đổ về nha. Đại độ coi giãn nó tốt. Ngực 83 đổ về. Cạp cao. Ngực 83 đổ về. Đẹp ghê chưa các chị? 70k lên mã tím. Cạp cao là con này hả chứ? Cạp cao là con này hả? Chế hồng nga đào 110. Con này size M nè. Size M 35k lên mã trắng. Dán rất tốt luôn. Cái áo này như áo tăng tốt nha. Size M nhỏ thôi nè. Size M nhỏ nè. 40k lên mã tăng. 40k lên mã tăng. Size M nhỏ. Đùi nè, size S. Đùi size S xả 50 nè. 50 lên mã viền tím. Tăng cho Thảo Lê 40. Tăng nó còn cái màu gì á? Màu vàng được không em? Thì bóc màu nào thì đưa màu đấy. Đây đây. Kim Chi. Kim Chi lấy cái này không? Hình như nó còn màu xám hay gì á. À, ok vàng. Ủa của ai? Kim Chi mà. Thanh Trúc hình như có rồi á. Thôi giờ em lên mã. Rồi cái này 40 luôn nha mấy chế ơi. Rồi lên mã số 2. Lên mã số 2 nha mấy tình yêu. Trắng nè, trắng nãy em nói nhiêu, trắng 35 cho Đặng Hiền. Lên mã số 2 nha mấy tình yêu ơi. Rồi con này 50k lên mã đùi. Nó là S, size S M nhỏ, 50kg đổ về, 50-51kg. Mặt rộng thì 45kg, còn mặt ôm luôn. Số 2 cho Thanh Trúc rồi. Mặt ôm luôn thì 51kg đổ về. Chất gió nè, size M nè. 60k lên mã gió, size M nha. 60 lên mã gió. Rồi này size ML. 60k lên mã lưới. 60 lên mã lưới. Size M luôn, ML. 60 lên mã số 3. Cái này cũng ML luôn nè. 60 lên mã xám.
Còn cái đùi viền viền thì em đang xả 40 nha mấy tình yêu. Ai xem thì báo em. Rồi cái này chất gió này, này size S. Size S là 40k nè. 40 lên mã gió đen. Đùi hai lớp hết nha. Chứ nào một lớp em báo. Rồi em hiệu size M nữa nè. Hiệu size M 60 lên mã hiệu nè. 60 lên mã hiệu. Xám nè. Xám cho Thảo Lê. 60. Đùi gió hai lớp, cái này hàng giống như hàng xuất mới chứ không phải hiệu nha. Size S. Size S này 70, cái này mới nha, mới chế lên mã mới nha. Mới. Rồi này 50 size S lên mã đen. Tiếp tục qua áo nha. Áo được đông rồi. Đây đây áo kiểu a à, chế tôi đây kiểu chưa có làm nói ba xuống làm gì con này mặc hai áo ngực được luôn còn mới nè. Trời ơi nó đẹp, nó để sai gì đây hai của cái này nói chung là tầm size M á. 50k nha, 50k lên mã tem, 50k lên mã tem. Rồi con này cũng size M nè. Đó, đẹp chưa? Mặt trước nè, cái hiện luôn luôn nè. Rồi, cái này nó lưới lưới sexy nha, 45k. 45k lên mã M. Đem cho Thảo Lê nè. 50. Đem sao rồi tình yêu ơi. Rồi con này nè. Size này là size M luôn nha. M luôn, 70 lên mã tím. Mới tinh tình nha. M này 45 cho Thảo Lê nè. 70 lên mã tím rồi mấy chế. Mút đút liền nè. Mút đút liền size M dáng rất tớp. M này S lớn bông chen nha. Này M nhỏ thôi. M này M nhỏ S lớn bông chen nha. 40k luôn. 40k lên mã số 3. Tím 70 cho Nguyễn Thanh Mai. Tím Đặng Hiền sao rồi. Rồi con dạ quang 35k size M lên mã dạ quang. Dạ quang 35. Con này size L lưới lưng là 40 luôn. 40k size L nha. Lên mã lưới lưng. Một em yếm hiệu CP Line 50 size S. Size S lên mã yếm 50. Nay mạng em chậm hả em? Ủa nãy em lên mấy mã trước không à? Con S nữa nè, khóa đẹp cực kỳ. 40 luôn cho mấy chế lên mã khóa S. 40 lưới lưng cho Thúy Mai. 40 nè. 40 cho Thi Mai chứ lộn. Dạ quang 35. Dạ quang cho Yến Linh Nguyễn. Dạ quang hết rồi. Tiếp tục con này nè. Size M luôn cho mấy chế 40k. Lên mã dây kiểu. Tiếp tục con này size M, cái này size L. Cái này size L. Lưới lưng em hết rồi. À, để lát em lấy cho Nhung Hoàng không. Còn size L nè, để nó chế 40 luôn. Lên mã dây L. Và con áo rất tết này nó bị nó bị xước chỉ cái em làm cái nó rách luôn. Tặng cho mấy chế lên mã trắng. Tặng nha, size M lên mã trắng. Giờ mấy chế làm bông hoa gì đây. Con này size L nè. Cái này size L nè, mút đúc ở trong. Đó. Ở trong áo bra size L mút đúc luôn nha. 45k thôi. Trắng cho Thảo Lê nè, tặng nè. 45k lên mã 45 nha. Cái này là cái áo luôn á, nhưng mà ở trong có bra tập chuẩn tập nha, nó chế đi chơi được luôn nha. Đó, 45 lên mã 45. Tiếp tục kiểu nè. 50k size M lên mã kiểu đen. 45 cho Yến Linh Nguyễn. Kiểu đen. Nay này size M. Cái này nó đánh L mà L nhỏ nha. M lớn bon chen. M lớn bon chen. Con này xả 100k luôn. Cái này là L nha. L này L nhỏ. 100k lên mã hồng.
Đây dạ quang nè, em xả nó chế nè, 2 size M nè, 40k luôn nè. 40k. Lên mã 2 màu. Size M nha. Con này mút đúc liền nè. Mút đúc liền 40k luôn. 40k lên mã 40 size SM nha. Hai màu. Hai màu cho Phương Uyên. Hồng. Hồng cho Thúy Lộc. Hồng là cái này size L phải không chế? Cái này size L nha chế. Thúy Lộc 100k nè. Thúy Lộc nè. Hồng hết rồi tình yêu ơi. Cái đó 40. 40. Cái này là mã 40 là của Trần Yến Vi. 40k, còn cái này 100 của Thuy Lộc. Hồi nãy ai lấy cái lưới lưng ta? Hồi nãy ai lấy mã lưới lưng Nhung Hoàng, con ghi Nhung Hoàng lưới lưng đi, hồi cô gặp cô thấy không? Cái này con này 40 của Trần Yến Vi, size M nè, phối đẹp lắm nha mấy chị. 50 luôn. 50 lên mã dây phối. Dây phối. Rồi em kiểu là trời ơi. Chuẩn tập luôn đây, mới tinh tình tình. Size S, M đều được, dáng cổ yếm luôn. S, M đều được nha. Mút này nó may sẵn luôn nè, 70k. 70k. Đỏ hả? Đỏ em mặc sao vậy? 70k lên mã áo. Quá đẹp. Một con size L nè. Size L nè, cho mấy chế 50k lên mã xanh cô ba. Size L nha. Nãy em nói còn hai màu, hình như còn cái hai màu á, ai hai màu sao ta? Cái hai màu phải cho. Đây đây hai màu. Hai màu, Quy Quy ơi lấy hai màu này không Quy Quy? 40 nè. Quy Quy lấy thì ok nha. Xanh cô ba 50 cho Yến Linh. Quy Quy lấy thì ok nè. Xe M luôn á. Con hiệu City Line xe S nè. Nó để ít S nhưng mà tầm S thôi. Tầm S nha, nó để ít S mà tầm S 50k nè. Lên mã hiệu hồng nè. Dán crop top cho mấy chế 60 luôn nè. Size LXL. Size LXL nha. Lên mã 60 luôn. Dán crop top 60. Một con xanh này size S 50k. 50k lên mã xanh S. Hiệu là con nào? Hiệu hồng đúng không? Hiệu hồng 50 cho Đặng Hiền, 60 cho Thi Mai. Thi Mai 60. Một con hiệu này là hiệu size S. Mút đúc liền nha. Đó. 40k. 40k lên mã liền S. Một con áo size hiệu Astrid gì đó, size XL. Mã áo hả? À chưa chốt. Ủa chị không thấy em ẩn comment hả ta? Mã áo 70 nè. Áo 70 nè. Size S, M thì được nè. Mặc đi chơi đi tập gì cũng được. Ở trong nó có bra nè. 70 cho Thanh Trúc. Size XL này cũng là ở trong nè nha. Rồi 50k luôn cho mấy chế. 50k lên mã XL. Ok ok cái đó của em. Rồi áo kiểu nữa nè. Áo kiểu gì đây? 45k nè. Size M. Size gì đó. Nói chung áo kiểu thì nó không có sai. Tầm 55kg đổ về nè. Mấy chế là thích mặc sexy. 45k. 45k lên mã cổ đi. 45k lên mã cổ. Đây một em sexy kiểu yếm mà. Size M thì được nha. Size M, size L nhỏ đều được. Tại vì này nó có một cái đường chun nữa nè. Kiểu 40 của cổ hả? Ờ 45 cho Hiền Thanh. Cái này có mút nha mấy chế ơi, 70k luôn nè. Cổ hết rồi tình yêu ơi, 70k nè. Trời ơi lên mã nhũ đi. Nhũ luôn. Một con VFU size M nè. VFU size M nha mấy chế, 60k luôn. Lên mã hiệu. Lên mã hiệu. Kiểu 70. Kiểu 70 cho Yến Linh Nguyễn. Ủa mã nhũ chứ lộn. Nhũ của Yến Linh Nguyễn nha.
cái này em nói nhiêu 60 nè, nên mở hiệu nha, hiệu vép u nè, 60 cho Xuân Thảo nè, có quần S nè, quần S đen nè, giày đẹp luôn nè, 100k lên mã đen mới tinh luôn, xe S nha, hiệu 60 Xuân Thảo rồi nếu. Còn quần xe S đó, từ từ coi tới đi em, chị chồng tùm lum, size L cổ yếm lưới lưng nè mấy cái, 60k, 60k lên mã yếm nha, yếm nè. Ý á, một con quần hiệu CP Line nè, size này là size S, yếm cho Thi Mai 60, cái này size S nha mấy chế, cạp cao ôm bụng nè, hiệu CP Line luôn nha, CP Line luôn nè, 90k, 90k lên mã xanh. Ê, nè có quần ống sung nè, nhưng mà cái cạp này nè, quần ống re, nó để size L mà tầm M của Nai nè. Bạn Nhàn Thanh có lấy không? Cái cạp này nè nha, chất dày nha, Nai theo. Bạn Nhàn Thanh có lấy con này không bạn? Size L nhưng mà tầm M thôi. Cái này tầm M thôi nha, cái eo này 72 đổ về. Quần ống sung nè. Alo alo, nhà anh có lấy không để tôi lên mã. Hú hú. Màu vàng đây mấy chế ơi. Rồi con này chất dày giấy là này ra. À, Thanh Trúc cũng lấy hả? Thanh Trúc còn cái con Adidas không? Con này 100k nha. Nhà Thanh nè. 100k nhà Thanh. Cái này dán crop top nè, 70 lên mã vàng đậm. Con này mới luôn nè, hiệu Domios mới luôn nè, size này là size S nè đó, để mấy chế 70 lên mã mới, 70 lên mã mới nha, mới luôn. Con này phải coi lại, cái này size M, cái 34C size M nha, 60k cúp B cúp C nha, 60k lên mã xanh. À, một con su nữa chị Dục tùm lum không biết giờ nó làm đâu, còn một con su màu xanh á, size ML, M lớn á, con này size L nè, size L XL quần lỡ không, quần này quần chính tắc, size L XL là 90k lên mã xanh, xanh mới cho chị Pha Thi Lê 65 cái này ngon không, cái này ngon nè, hiệu Galenzi XL nè, size XL nha, 70k luôn. Hello hello, pha lên cũ 70k lên mã XL hiệu Galenzi luôn, 70. Con này đi ri 90 chất đẹp lắm. Size này là size S, size số 2, tầm size S nha, đi ri 90 tầm size S nữa chứ, đẹp lắm. 90k lên mã dài, 70 cho Thi Mai, Thi Mai cái quần, Thi Mai đây, đùi này size M nha, 50k lên mã 50 luôn, phối lưới. Tiếp tục em Galenzi này size M luôn rồi mấy chế, 70 luôn, 70 lên mã đen M. À, đi hàng cho em chưa, tại bữa em chưa để lấy thêm, ta lên mã đen M, đợi em chút xíu em lấy thêm đồ. Đây con này đẹp quá mấy chế ơi, trời ơi, xả cho mấy chế nè, size M nha, size M nè, xả cho mấy chế 60k lên mã hồng, đen M 70 cho Thảo Lê, 60 lên mã hồng. Tiếp tục con này mút liền size M nè, cái này cái viền nó không sáng mấy chế, về giặt nha, để cho mấy chế 40k,
quýt liền nha, cái viền nó hơi tối tối vậy, nhặt 40 lên mã 40. Hồng cho Thảo Lê. Rồi hồng cho Yến Linh, lát chị để cho Thảo Lê một cái, ghi Yến Linh hồng lên. Hồng Thảo Lê 60. Thảo Lê 60 rồi ghi Yến Linh là biết. Hồng cho Trần Yến Vi 40 cho Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Con này mới luôn nè, size S nha, 40k luôn đi. Lên mã S mới. 40k lên mã S mới. Ghi vậy lát nữa. Rồi em size L nè. Size L có giảm gót nha, lưới giảm gót. 100k lên mã lưới. Lưới giảm gót rất là mới nha, size L. Áo thì size M nè mấy chế, tăng tốt. Đó, 90k. Trời ơi, mới tin, quá rẻ mấy chế ơi. 90, size M lên mã M9 nha. Tiếp tục một con này size M, áo có mút đầy đủ của NB nè. NB con này 90 luôn. 90 lên mã tím. Size M. À, lên một con nai nè. Con nai size M. Mút đúc liền. Nhưng mà nè, cái này là nó bị xuất miếng chỉ đây nha mấy chế. Nó xuất chỉ đây nha. Đó. 40k cho mấy chế thôi. Đó. Chỉ nhiêu đó thôi, ngoài trước là ok nha. 40k lên mã họa tiết, size M, mút đúc liền. Đen là cái nào? Đen là áo đen hả? Cái này hả bà Nhàn Thanh? Cái này đen chính hả, phải không? Phải không? Cái này đúng ok nha. Nhát Nguyễn với cái L 100k. Cái này đẹp lắm nè. Nhát Nguyễn là 100k. Nhát Nguyễn nè. Họa tiết cho Thảo Lê 40. Họa tiết là Thảo Lê 40. Cái đó 100k Nhát Nguyễn, cái này Thảo Lê 40, cái này Nhàn Thanh 90. Con Domios này size S. Cái Domios này là tập Mỹ, nó không có mút nha. Đó, nên là xem mới chế 40 luôn. M nhỏ có thể bon chen, không có mút nha. Lên mã tím. À, họa tiết của Thảo Lê trước tình yêu ơi. Con này dáng yếm size ML nè. Size ML nè. Có móc cài phía sau nha, ngoài trước nè. Đẹp cực kỳ nè mấy chế ơi, tím 40 cho chế Thanh Loan. Cái này ML nha, 70 nè, lên mã. Cái này xem mấy chế 60 đi, lên mã 60 luôn. À, cái đó 40. 60 lên mã 60. Con ép màu hồng nè, trời ơi nó ngọt, nó mới. Mới tinh luôn nha, 75k lên mã hồng mới, size S. Size S luôn, 50k lên mã xanh đen. 60 cho Thảo Lê. Biết rồi, em ngốn gì chưa thế? Size S mút rút liền chưa, cái hiện này là mấy chế. Mút rút liền, size S là 50k. Mấy giờ chưa, em ngốn. 50k lên mã liền S. Nãy sáng trễ mà. Làm cho nó đi. Rồi dán rớt tớp màu hồng nha. Size S luôn. 50k lên mã hồng. Size S. Size này size M. M nhỏ nha. Lưới lưng đẹp cực kỳ. 50 lên mã lưới lưng. Size M nhỏ 50 lên mã liền ép cho Thanh Trúc. Hồng 50 cho Đặng Hiền. Liền ép là cái này đúng không? Cho Thanh Trúc 50. Còn cái này Đặng Hiền nữa. Ừ, 50 luôn. Rồi trắng size M dán rớp tớp 35k lên mã trắng chấp dày. 35 lên mã trắng. Con này là Domios size S. Cái này dưa leo không con? Cái này Calendly chứ. Size S nha. Size S 40k. 40k lên mã đúc. Liền S hết rồi.
rồi mấy chế ơi, hồng mới 75. Hồng mới 75 cho Hoàng Xuân. Mã trắng 35 cho Quy Quy. Đúc 40 cho Thảo Lê. Đúc hết rồi thì Đặng Hiền ơi, đúc 40 Thảo Lê. 35 là của Quy Quy. Quần kiểu nè. Quần kiểu size M. Size M này eo 72 đổ về. Size M eo 72 đổ về. Cột dây nè. Cái này 110 luôn nha mấy chế, nó mã cột đi. Size M, màu lông chuột. Mới len ken nha. Len ken Saben. Quần HM nè. Nó để XS nhưng mà tầm S vừa nha. Eo 68 đổ về, eo 67 đổ về. Nó đánh XS nha mấy chế. Cột của Thanh Trúc 110. Nó đánh XS mà tầm S, eo 67 đổ về. Cạc cao của HM. HM 130 lên mã hiệu. Đây Under Armour size M. Tám mươi k lên mã hồng 8. Đùi đây, đùi nè, đùi size ML, đùi size ML 40k lên mã viền xanh hồng 8 cho Nhàn Thanh. 40k lên mã viền xanh. Con này khách kêu lấy mà có một cái em xem em xả luôn. Con này mới lắm. Dạng yếm nè, hai quai size SM nhỏ. Size SM nhỏ nè, 80k. 80k lên mã trắng. Trắng mới tinh, con này cũng size S nè. Size S là đẹp lắm luôn. 60k lên mã xanh. 60. Con này nó như giống như Adidas mà nó bị chất. Size S luôn, nó giống như Adidas, nó chất đẹp lắm. Bút đúc luôn, 50k lên mã đúc nha. 50 lên mã đúc. Trắng cho Ruby. Đùi M Nguyễn Xuân. Cái này ML bông chen nha. 40 nè. 40 nè Nguyễn Xuân Thủy nè. Trắng 80 nè cho Ruby Nguyễn nè. Xanh 4 mà ở quên, xanh 60 cho bao nhiêu con? Trắng size S hả? Trắng nó S mờ nhỏ, 80 cho Ruby Nguyễn. Còn cái xanh này 60 cho Khương Nguyễn. Bé Bi sao vậy? Cái này 50 đi mấy chế, lên mã đúc nè. Nó y như con Adidas đi. Đẹp. Con này xịn nè, size này là size S. Cái này ghi M mà này tầm S thôi nha. Cái mút này nó ở trên đây nè. Đẹp ghê luôn. Em Ruby thì bên đây, em Kim Chi thì bên đây. Đẹp nhức nhối nha mấy chế ơi. Rồi con này 110 nha. 110 lên mã crop. Dán crop top. Bộ em hồng cam size M nè. Size S. Hồng cam size S là 60k lên mã cam. Gà kìa, với nút xúc gà. Tiếp tục con này hiệu size S là đẹp quá luôn. Hiệu size S nè, 45k. Này S nhỏ ngực này 80 đổ về thôi nha. Lên mã 45. À, vậy bỏ ra đi. À, M, không, cái đó M nhỏ em. M nhỏ ngực 83, 84 đổ về thôi. Con này size LXL. LXL von trang mút rút liền nha. Cổ yếm luôn 50k. 50k lên mã yếm. À, bỏ cái trắng của Ruby nha. Tiếp tục em. Đồng lót size này M lớn L nhỏ von trang 60 lên mã dạ quang. À, ok. Để chung với nó kim chi.
một con yến này size M này. Cái màu này nó hơi tối tối, về mấy chế tẩy lên cái này nó hơi bị xuống một tông nha. 40k size M lên mã yến, nó chỉ khoảng 9-10 thôi chứ không có gì nha. Đây ai mặc cái dạng áo nè, mút đúc là size này XL là 50. Đi tâm được 3. 50 lên mã áo xanh. 50. Áo cũ bụng chưa chứ. Con hiệu khiết nè, size L. M lớn bông che nha. Đây. Không, cái này tầm M, M lớn thôi, L thì là nhỏ thôi nha. Cái này cái chữ nó hơi bị chống chóc xíu nè, xả là 35k. 35k. Dán rớp tết lên mã cờ rớp. Yếm, yếm 40 cho Yến Linh Nguyễn. Ủa nãy giờ có lên quần mà, con chùm mới. Rồi 35 lên mã cờ rớp. Nãy giờ quần ám lên sen kẻ mà nữa chứ. Cờ rớp 35 cho Thảo Lê. Rồi quần đùi nè, size này size M lớn, L nhỏ bon chen. 60 nè, lên mã lưới. Size này S, S thì S nhỏ thôi, em 63 đổ về. Bé quá. Em 63 đổ về 100k. 100k lên mã 1. Crop. Crop hết rồi. 100k lên mã 1. Ơi, thật kia mẹ chị em bị cách ly nên hôm nay nói nhiều quá. Size M dán ha. Size M có giảm gót nha mấy chế. Size M có giảm gót. 110. 110 lên mã giảm gót. Size M crop hết rồi. ML nè. ML cái viền này nó hơi tạm biệt ba. Lưới. Tạm biệt ba. Đó 35k cho nó chế luôn. Cái viền này nó hơi nè. Nếu như mình mặc vô thì nó căng ra ok nha. 35k lên mã ba lỗ. Khách hỏi thì em không thấy, tới hồi hái thì nó nằm đây. Size M 50k. 50k lên mã đen. Ba lỗ. Rồi dạng này size M luôn, màu nâu dễ thương. Size M 35k luôn lên mã nâu. 35 cho Yến Linh Nguyễn. Cái này size S. Size S nè. Trời ơi nó đẹp. 70k. 70k lên mã xanh. Xanh đen cho Thanh Trúc. 50 đen Thanh Trúc. 50 nâu 35 cho Phương Nguyễn. Tiếp tục một em crop luôn. Crop 60 luôn đi, size M nha. 60 lên mã cam. Cam. Rồi con này dán crop nữa nè. Size M L nhỏ có thể von chen. 40 lên mã rằn. Nâu hết luôn rồi. Bên mái bên đó lên mã chậm. Ngon con kiểu này cho thằng đẹp quá mấy chị ơi. 70k size F. M nhỏ bon chen. 70 nè. Đen vậy còn không chị hả? Đen có dây ở dưới nha chị. Em sợ có em. Đen có hai cái quai. Cái này 70 nè. Dễ thương quá. Mới tinh luôn lên mã mới đi mấy chế. Size F M nhỏ bon chen nha. Lên mã mới đi. Nè, CP Line mút đúc liền. Mút đúc liền, size này size M. 60k lên mã hiệu đen. Hiệu đen mới chát luôn. Rồi con này size S. Ui xinh quá mấy bà ơi. 70k. 70k lên mã xanh 7. Mới là cái này đúng không? Mới cho Phan Anh Vũ. Ủa cái này SM em cũng vừa hả Phan Anh Vũ?
70. Rồi con này 50 luôn cho mấy chế, size M nè. Mặc lên rất là sexy. Size M lên mã chữ nha. Con này M nhỏ muốn đúc liền nữa nè. 50 lên mã liền. Ok, 50 lên mã liền. Rồi con này size M nhỏ luôn nè, 50 lên mã lưới. Đẹp vô cùng, vô tận. Làm như bữa nay nay mấy chế không có lấy thì sao. Rồi một em size S giá rocker 60 luôn. 60 lên mã dài. Size S nha. Xả banh sinop luôn. Size S M nhỏ. Hiệu CP Line là màu đỏ nè. Đỏ phối nè, nãy ai hỏi. 60k luôn lên mã phối. Quá đẹp. Rồi con này mới ken luôn. Size M em này mới ken nha. 75k lên mã xanh đen. Rất là mới. Xanh đen. Rồi con áo tiểu nè, 80k. Đây áo kiểu nó dạng xè xè nha, size S. Nó xè xè dưới 80k. Rồi sao nè. Ngoài sao nha mấy chế, 80 lên mã chéo. Xanh đen 75. Hồi nãy nói 75 hay 80? 75 cho An Nhiên. Phối 60 cho Thanh Trúc. Rồi 80k lên mã chéo. Con size S dạng áo có bra trong nè. Cái này nó bị vuột mấy đường chỉ nhưng mà mình mặc vẫn ok nha, nó đã may sát luôn rồi đó. Rồi 40k size S nè. 40 lên mã 40 luôn. À 70 hả? À 70. Cái xanh đen nó 70 chéo cho bé Bi nè. Chéo bé Bi 80. Ủa nãy nói nhiêu chín? Em nói nhiêu quên cha, 90 à. Phối của bạn gì á, trên của Nguyễn Phương nha, 40 lên mã 40. Cái nãy chéo đó nãy nói nhiêu ta? 90 phải không? Chéo nói nhiêu tiền quên cha nó nữa rồi. Não cá bàn. Màu trắng 40 nha, bị dục mấy sợi chỉ thôi. Size S M nhỏ có thể vong chen. Ra tạc là 60 nè. Ok 80 cho bé đi. Cái đó 80. Rồi 60 luôn nè, lên mã 2 giây. Size M hiệu US Pro nè. Size M nè. 50 lên mã đen M. Hai xả thôi mới chơi, ngày mai làm lên giá lại đó. Size F dán rất tốt luôn nè. M nhỏ bon che. 40k lên mã số 2. Tiếp tục, trời ơi con này đẹp lắm. Size M nè, màu tím đẹp chưa? Cổ yếm nha. 75k nè. Size M lên mã tím. Chất mịn màng phối lưới nè. Lên mã tím 75k. Đen M 50 cho Trang Bùi. Tím 75 cho Thanh Trúc. Con này cầm vô nó mịn tay chứ. Mình như nhung. Con vàng size SM nhỏ. 55k lên mã vàng. Tím hết rồi mới chế. 55k. Hello Liên. Giờ này Liên mới xuất hiện. Con này 80k là mới chát luôn. Size M nha. Cái màu nó hơi đậm hơn xíu tại vì nó hơi bị chán. Size M lên mã hồng. 80k. Quá đẹp. Con hiệu anh ta nè. Kim Chi còn xem không em? Chị bữa bán cho em cái quần này nè. Trời ơi, em hốt đi. Kim Chi còn xem không? Hồng 80 cho lại Quý An. Kim Chi còn xem không? Hốt cái đó đi em. Rồi đỏ CP Line nè em. Trời ơi, size M đỏ đẹp lắm luôn. 65k. 65k lên mã 65. Kim Chi chắc đi đâu quá. Một em nâng nè. Nâng dáng rớp tớp size M luôn nha. S lớn có thể bon che. 50k lên mã nâng.
này xem mờ nhỏ em, mờ nhỏ được không? 65k cho Thanh Trúc nè. Cái này mờ nhỏ, bữa em có cái quần cam nè, chị nhớ lấy đi, đẹp lắm. 85k mờ nhỏ thôi, ép lớn mon che. Ngực này là 79, 80-85, ngực 80-85 nha, không là chị lên mã đó. 85k thôi. Con mút đúc liền nè, mút đúc liền 70k sẽ ép nè, mút đúc liền 75k sẽ ép lên mã F75. Anh ta này của Kim Chi và cho đủ bộ nha, mình yêu 85k. Kim Chi Nguyễn, ai bán thì có khi nhớ có khi không nhớ. Hôm qua F75 cho bé Bi, hôm qua gì Xuân Thảo một cái con nai thành bộ tức tối. Size mờ nhỏ mút đúc liền là lưới nè, đẹp lắm. 60k cho mấy chế thôi, nên mã lưới 60. Đây hiệu nè, hiệu Anta nữa nè, size mờ nữa nè. Anta size mờ là 70 lên mã hiệu 7. Con này dán crop top size SM được nè, SM được. Không, cái này size mờ nha, size mờ màu cam đẹp cho 60k lên mã cam. 60 lên mã cam. Tiếp tục con này nè, trời ơi còn con đẹp không có chứ, 70k nè, lên mã xanh, size mờ dán rất tết luôn nè, lên mã xanh nha. Trần Thùy Linh hiệu 7, hiệu 7 70. Trần Thùy Linh, cái này lên mã xanh nha, xanh 70 luôn, đẹp. Con hiệu HM đây, HM size M nè mấy chế, màu xanh đen nha, 60k luôn. 60k lên mã xanh 1. Mút đúc liền hiệu iBody nè, mút đúc liền size M nè, 60 lên mã liền xám. Size S M nhỏ bon chen, hiệu Feel Good nè, đẹp lắm luôn nè. Cho mấy chế 50 luôn, lên mã đen. 50 lên mã đen. Xanh một là bao nhiêu quên nữa rồi. Xanh một nhiêu chị quên mục tiêu là 60 đi. Liên Nguyễn, Trần Yến Vi toàn sao không ta? Nãy giờ Trần Yến Vi chưa có đơn luôn hả? Dán rớt tớp sang mờ lờ vong trang 50k mới cứng luôn nha mấy chế. 50k lên mã ít. Con này sang mờ nè, mờ này mờ lớn hay lờ nhỏ bông chen nha, mà sao nó là lưới linh, đẹp lắm luôn. 70k cái hiệu này nè, 70k lên mã hiệu đi, 70 lên mã hiệu đi, con này đẹp lắm. Chữ ít cho Yến Linh nè, 50. Con này dáng của Yến crop top size M nè, màu nâu tây nha. 70k lên mã tay size M, quá đẹp. Đây cái này em tưởng đâu chế kia lấy, ngoài đẹp chưa, size M mút đúc liền nè, mã hiệu cho Thi Mai 70. Nhưng Hoàng sao nữa rồi, size M là mút đúc liền nè mấy chế, 80k đẹp ghê chưa, mới tin nha, lên mã họa tiết. Tiếp tục size M nữa nè. Ôi, size M là 80 lên mã cam mới. Cam mới mới tinh luôn. Con này cũng size M, ngoài sao cắt laser nha, nó màu vàng vàng á. Con này 75 lên mã vàng. Họa tiết cho chị Hồng Nga Đào là 80. Cái bữa em hỏi là cái nào ta, cái họa tiết cái nào ạ? Xác cái ấy rồi chốt rồi sao? Nè em lấy cái này không? Đây 80 nữa nè. Cái nào? Nãy thấy cho ai chưa? 80 chưa? Đồng minh cái này 60 cho Liên Nguyễn nè. À đi rồi nè. Vàng 75.
vàng 75 cho chế hồng hai đào này. Rồi Domios này nữa nè, sang mờ nữa nè nha. 80 lên mã xả luôn. Xả vàng anh hết nè. Rồi con này sang ML nè. Dưới lưng phía sau 45k luôn cho cái chế này. Đó 45k lên mã 45 ML on trang nha. 45 lên mã 45. Con này gì đây, xả nữa nè. Gì mà mía. Con kiểu này size SM. Đây nó là lưới nè, lệch vai mà ngoài sau lại hở lưng nữa nha. Đó. 75k luôn. 75 lên mã xã 2. Tiếp tục con này mút đúc liền nè, size M luôn. Kiểu đẹp lắm. Này 65k. Lên mã kiểu. Lên mã kiểu. Màu xanh nè, màu xanh da chai nè, xanh cổ Việt nè. Size M 60k. Size M 60k lên mã cổ Việt luôn. Xã 2. 75. Quá xuất sắc cho Debbie. 60 lên mã cổ Việt. Màu em này size M hiệu nữa nè. Làm sao nè. Size M. Cái màu này màu xanh lạ lạ nè. 75k lên mã lạ. Xã 2. Xã 2 là cái nào? Xã 2 size M em ơi. Cái này hả? Cái này size M nha. Xanh M. Xanh cổ Việt này đúng không? Quy má. Xanh cổ Việt 60 phải không? Quy Quy ơi. Quy Quy nè 60 nè. Lạ 75 nè. Cho chị Hồng nghe đào. À, cái này nè. À, Victor nè. Victor này là size S nha. Cái đó 75. Đúng rồi, xanh cổ Việt 60. Victor này size S cúp B nè. Mút đúc liền 120k. 120k lên mã 12. Thế chưa lấy thì để vô xanh đây. Tiếp tục dán rớt cớp size này M lớn L nhỏ bon chen. 70k. 70k nè. Trong đó là cái áo nha. 70k lên mã áo xanh ML nha. ML áo xanh, áo trắng rồi lại nhìn bông. Con này S. S ngược 82 đổ về là 60 lên mã xám. Xám, xám, xám. Mới giờ là ta. Mới có 12. Ủa, mới có 2 giờ. Đây đây, trời ơi em này nó đẹp. Size M này mấy chế ơi, kiểu này đẹp lắm. 75k. Mới cực kỳ màu xanh lá. 75k lên tối con có được đi chơi không? Ừ, vậy đó rồi để tối đi. Nè, cái nãy nói này tên gì con? Hồng Hồng nãy nói tên gì đó? Thầy Nhung Mày. Là Thắng Hồng. Yến Linh Nguyễn. Không. Nhớ nãy cái Hồng này hình như Yến Linh đúng rồi. Yến Linh 60 nè. 75 nè. Yến Linh Nguyễn. Size M nè. Trời ơi màu xanh này đẹp mấy chế ơi. Size M nha. Đó. 70k. Lên mã đan lưng. 75 lại thiếu an sao nữa rồi. Bên máy đó nó chậm lắm. Mấy chế vô vết trụ, vết chính của em. Đây 70k luôn nè. Size M nè. Nó ngoài trước nó là phối lưới nha. Lên mã họa tiết đi. 70. Xanh 70 ok lại phía An. Rồi lại phía này, rồi cái đó của lại phía An này nha. 70 xanh mờ lớn L nhỏ hơn chen. Khóa là 50 lên mã khóa hồng. Hello. À, lâu quá không vô mua đồ tôi buồn ghê. Lên mã khóa hồng 50. Mút đúc sale cho mấy chế 50 luôn. Cổ yếm nha, size M 50 nè, nó kéo ra nó mới lên. Cái form nó mới đẹp. Chứ chụp hình nó không có đẹp. Nên giờ em nghĩ bán dùng chụp hình mà. 50 luôn cho mấy chế lên mã yếm. Màu
NB NBCM 60K lên mã hiệu cam, khóa 50 cho Nhung Hoàng. Hiệu cam hiệu cam 60 cho Tim Nguyễn. Đây đây trời ơi, size là hiệu web pro đẹp cực kỳ rồi mấy chứ ơi. Không, 70k 70k nha, lên mã rêu. Bên này size L là 50, 50 lên mã đen L. Rồi con ghi này 50 cho mấy chế luôn, size L 50 lên mã ghi xám. Ghi xám hiện cao hết. Rêu cho Yến Linh Nguyễn 70, ghi xám 60 nè. Con đen nè, CP Line nè, size M nè, M lớn, L nhỏ con chen được luôn. 50 lên mã đen dây, đen đúc size M rồi sao cắt xạ laser nè. 50 lên mã đen đúc. Con áo kiểu này 45 luôn cho nó chế. Nên mẹ con nói này con là một game thủ chuyên nghiệp chị giỏi lắm luôn á. Sao Linh chữ ít mặc áo kiểu mặc đi tập đều được nha. 45 lên mã áo. Tiếp tục con trắng size M. M này M lớn là 70 lên mã trắng. Trắng mới tinh luôn. Trắng 70. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha. Hai size to nữa. Rồi son này là size M lớn L nhỏ, xả cho mấy chế 40. Em thú kết nghe. 40 lên mã mã chữ V ngoài sao nè. Thế rồi. Áo trắng 70 cho Tim Nguyễn. Minecraft. Áo 45. Trời cái gì vậy? Cho Tim Nguyễn luôn. Cái này 40 nha, lên mã chữ V. Nên nhãn con rất tết size M lớn L nhỏ bông chen. Cái này nó lại là mà L nhỏ. Ăn cơm đi ngồi nói hoài. L nhỏ M lớn bon chen nè, 50k lên mã cờ rớt. Ủa? Ủa? Cái kiểu đen sai mấy vậy chị? Cái đó sai M. Mấy kiểu? Tiến! Lo ăn cơm đi xong ngồi nói chuyện hoài vậy? Ăn chơi trò đấm đấm. Lớn 3 ít nè. Có lấy phi la của em, phi la đi. Phi la nè. Phi la sell cho em 60 nè. Phila 60 nè. Trắng là cho áo kiểu rớt 50 cho Yến Linh Nguyễn. Phila là 60 lên mã 60 đi. Cái này size M cúp C cúp B đẹp quá luôn. Con này để cho mấy chế là 70 đi. 70 Phila 60 cho Xuân Thảo. 70 lên mã lá. Con Galenzi là mới cứng luôn, size L. Ai M thì cúp B, ai L thì cúp C cũng được nha. Mới cứng luôn 60. 60 lên mã hiệu. Size M lớn L nhỏ nè. 50 lên mã tím. Quá đẹp. Rồi một con áo. Con áo nữa nè mấy chế. Đẹp chưa? 80k size ML lên mã áo hồng. Áo hồng hiện cho Thiên Mai 60 nè. Thiên Mai 60. Con hoa size L. Trời ơi nó đẹp. Hiệu luôn nha. 80k size L. 80k lên mã hoa. Có cái lỗ nè. Size M muốn đúc liền 50 lên mã liền đen. Ôi chà, mã hết pin. Hoa 80. Hoa 80 cho Xuân Thảo. Con dáng crop top 70. Size M. Thôi cái này size L. Size L, xem con này 60 đi.
60 lên mã L6. 60 L6. Size M nè, muốn đúc liền khóa trước luôn nè. 50 lên mã khóa. Size M, M lớn. 50 lên mã khóa. Con này chị quên đã mo nè. Size M, L bon che. Đẹp quá. Rồi con này 85k. 85k lên mã hiệu xanh. Hiệu xanh khóa 50 cho Yếu Linh. Rồi con này size M lớn, L nhỏ nữa nè, cũng hiệu CP Line. ML là 70 lên mã dây. Size M màu trắng nè. 60 đi. 60 CM lên mã trắng. Trắng là em giữ nhìn một màu trắng được là quá quá trời quý giá. Đỏ gì nè mấy chế? Đỏ xem là ủa như đỏ này không lấy như lấy. Đỏ kia hãy cho Yến Linh. Đỏ này cho Yến Linh. Để qua bên sẵn bên góc. Này size LXL nè mấy chế ơi. 40k luôn nè, lên mã loan. LXL nha, L lớn XL nhỏ 40 lên mã loan. Con này size L nữa nè. Con này 35k. Cái này màu nó không mới lắm nha. 35k được mới ok thôi. 35k lên mã vàng. Con hồng này 45 size M lên mã hồng 4. Tiếp tục đi Willo mút đúc size L 70k rồi. Con này mới tinh nha, 70k nha mấy chế. 70k quá mới luôn nha. Size này nó là tầm size L nha, lên mã đúc hiệu vàng cho Đặng Hiền. Vàng 35 Đặng Hiền, cái đó size L nha Đặng Hiền ơi. Có đơn inbox cho mình nha. Size L là 40 luôn, lên mã đen. Đen đúc hiệu 70, đúc hiệu 70 cho Thiên Mai. 40 lên mã đen. Áo này ML mặc đều được nha, đẹp lắm. ML mặc được hết. 45k luôn cho mấy chế nè. Gì bỏ cái vàng nó ra. ML đều được nha. Cái này 45 lên mã dài. Đen cho Nguyễn Hoa. 40 luôn. Đen đó chị còn á. Lát chị hãy cho. Đen dài nè. Dài chị Yến Linh Nguyễn cô ghi. Đen Yến Linh Nguyễn đi. Lát thấy được ra. Rồi con này đẹp quá luôn nè. Trời ơi sao mờ nè. Size L nha, M lớn bon chen. Nói chung ML á, ML 50k lên mã khóa xanh 45 quý Linh Nguyễn. Khóa xanh nè, 50. Đỏ nè. Đỏ size S cổ yếm nè. Đỏ S yếm đẹp chưa? 70k. Lên mã yếm đỏ nè, ngoài sao nó hở nha. Yếm đỏ. Dài hết rồi em Liên ơi, em Liên. Đây dáng crop size M hiệu Romeo nè. Đẹp lắm luôn. Cái này 70 lên mã hồng nè. Khỏi đen, ok. Lên mã hồng nha. Rồi mấy chế xem gì nữa đem lên thêm. Cái bao quần em chưa mang tới. Con đen này muốn đúc liền size M. Cái này nó không mới bằng mấy cái kia sale 35. 35 lên mã hiệu đen. Đây dáng crop top màu đỏ nè. Size M này mới chế 70k. Wow đẹp chưa, 70k. 70 lên mã đỏ 7. Đỏ 7. Đỏ 7 lên quần đùi đó. Rồi còn mấy cái viền ấy rồi thôi. Con này đẹp nè. Đó, mút đúc
tiền ngoại lưới mà kiểu mà tập mà chơi gì được nha. 50k 50k CM lên mã lưới. Lưới lưới yếm đỏ là cái nào ta? Cái này hả em? Cái này không em ơi? Liên Nguyễn ơi, hay là cái size S ta? Cái này size S hay cái kia? Liên lấy cái size M hay cái size S? Lưới 50 cho Tiên Nguyễn. Nè 2X nè. Ủa? À, cái này em có rồi quên. Hồi nãy ai hỏi ha? Cái nào cái này yếm này size S nè, 70 đúng không? Rồi size M là cái này cho Liên Nguyễn. Bao nhiêu? 70. Này nó để size là XL thôi, nhưng mà cái này 2X, 3X mà cũng được, co giãn rất là tốt mà rất là đã, là 50. 50 lên mã rêu. Yếm đỏ hở lưng, cái này size S mà. Cái này size S mà em. Cái này size S thôi nha. Nhìn nổi nhức mắt ghê. 50 lên mã rêu nè. Nó để size XL mà tầm 2X mặc cũng được luôn. Ôi em lên cho mấy chế con này khá đẹp mấy chế ơi. Ai còn nói là em hốt được cái quần này. Con quần size S màu kem sữa sữa gì nè. Màu kem sữa nha, size S nè. Đẹp lắm luôn. 120. Yếm hở lưng. Yếm hở lưng size S vừa không. 120 lên mã 13. Con họa tiết nữa nè. À, họa tiết size L nè. Họa tiết size L là đẹp lắm, 70k. 13 cho Hạnh Nguyễn nè, 120. Ủa chứ Hồng Nga Đào còn kìa. À, này 70k lên mã họa tiết. Họa tiết chứ. Ờ, không vừa. Này 50 size L, XL 50k. 50 cái này dòng siêu phẩm này lên mã 50. Để em lấy cái bịch ấy lên em lên quần cho mấy chế. Con này đẹp quá luôn, set M màu rêu nè mấy chế, 70k lên mã rêu. Lên quần nữa rồi em nghỉ nha. Nhức mắt rồi đó mấy chế, em bị đau mắt đó. Cả tuần nay. Nhìn nãy giờ nó muốn bé bé. Ôi lên áo kiểu không? Áo kiểu áo ren rồi nè. Lên áo kiểu áo ren không? Áo kiểu áo ren. Còn áo đát hả? Áo đát còn. Size S nè. Áo size S nè, đẹp chưa? Đó, 50k cho chế lên mã khối xám nha. Em xem khúc cuối này rồi em nghĩ nè. À, chất gân rất là dày là 40k, size M, size L bông chen lên mã xanh 40 nha. Lên quần size S hả? À, mã xanh. Mã xanh. Tiếp tục con này nè. Màu nâu tây nè, đẹp chưa? 60k luôn lên mã nâu tây nè. Size cuối like nha. Wow, con này nè. Này là người ta đang bán nó mới 300 mấy, nó đang hot cái dáng như này nè, đẹp quá, đẹp lắm nha mấy chế. Size S nè, 70k lên mã 70, quá đẹp. S đẹp luôn, không biết sao cái này nó còn S. Cô yếm nữa, yếm size M. Yếm size M là 50 lên mã yếm M. Yếm M 50 thôi. Trời ơi, sale phút cuối. Nâu tay đó size S nha. Rồi này 70 cho Hạnh Nguyễn nè. 70 hết rồi. Lên luôn. Size M màu vàng mới chát luôn. Size S M nhỏ. Để coi. Mới quá. Rồi size M nè, 75k. Lên mã vàng M. Và
vàng mờ, vàng mờ. Ok, chị Yến Linh Nguyễn đi, không ai dặn mà quên. 75. Cái này còn mới size M nè, mới luôn 50 lên mã tem. Size M dán rớt tết 50 lên mã tem. Buma size S, size M, Buma size M 80. 80 80 lên mã 80 luôn. Cái này size SM là 60k. 60k lên mã cài. Tem tem 50 cho Yến Linh Nguyễn luôn. Vàng mờ hết rồi em yêu ơi. Nè nãy ai Uni sao nè? Uni này size L. Size L nè. Size L 70 lên mã đúc hiệu nè. Đúc hiệu, đúc hiệu. 80 là cái Puma nè cho Thảo Lê. Đúc hiệu 70, size này size XL nha. Size XL nha. 80 hết rồi, Tâm Đỗ ơi. Rồi con cái áo nè, size S, size M nè. Size S, size M đều được 40k lên mã áo. Cái này size ML nè. Ngoài sau khuyết lưng size L nha. Ngoài sau cái lưng nó kiểu 50 lên mã kiểu 80. Ôi, liếm đẹp quá nè. Size SM, size SM 70k lên mã yếm hồng. Bởi vì là cái bịch này bịch áo tập rồi, em thay bịch áo kiểu rồi mấy chế áo kiểu bỏ đâu. Size S nè, size S 45k lên mã phối. Đẹp quá. Ôi, cái con này nó còn tem luôn nhưng mà nó bị chày đây tí xíu. Bị chày đây tí xíu nha. Nó để L mà tầm M lớn thôi. Chày tí xíu là để cho mấy chế 40 đi. Nó chày đây tí xíu mà nó đen mặt luôn, có thấy đâu nha. 40 nè, lên mã sale. 40 phối nè, phối 45 cho bé Bi. Nó để L mà tầm M thôi nha. Con này giống cái con màu vàng em đăng. Đẹp lắm luôn. Bị chày chút. Con kiểu như cái áo dán crop top size S nè. Đẹp luôn. Đó, 55k lên mã áo. Mã sale cho Yến Linh 40. Hello Thúy Diệu. Size M 50 lên mã đúc. Cái này 40. Ừ. Chỉ là để em xách cái bịch cái để đâu nè. Con kiểu đẹp quá, nó chơi size S nè. Size S nè, hở hai quai nha. Ngoài sao nè. Rồi con này 60 luôn đi. 60 lên mã quai. Nó lên tới cái mặt. 60 lên mã quai. Rồi hiệu nữa nè. Hiệu nay. Size này là size size M này tầm S thôi. Rồi cái viền này nó không sáng mấy nha. Nó hơi tối một xíu nè. Rồi sale cho mấy chế cái này nó để mờ mà tầm ép thôi. Nói chung cái này là không mới bằng mấy cái kia. Mặt vẫn ok. Ổn nha, 50k luôn đi. 50. Lên mã nhỏ đi. Mờ. Mã quay bạn. Mã quay nãy nói như 60 gác lên làm sao mấy chế. Bóc vô nào không? Cho lại Thúy An size S. Size S dài là 60 lên mã dài luôn. Quá sale. Nhỏ cho bánh rán 50. Con tự lấy đi, mình đang bận rồi. 40k. Trời ơi, SM cũng được nha. Lên mã gân đi. Rồi áo yếm luôn. Áo yếm size M nè. Áo yếm size M cho mấy chế 55k lên mã yếm. Kiếm hiệu nay SM nè. Bữa nay sao mặt tụt xè xuống em. VFU size L mấy chế ơi. Trời ơi đẹp vậy. Rồi cái này nó dính cái gì không biết, dơ hay là dính màu đây tí xíu. Không thấy. Rồi size L nha. Quá đẹp luôn.
VFU nha, hiệu nha, mấy chế size L là dính tí xíu sale cho mấy chế 50 đi. 50 lên mã mã liền. Đứt liền. City Line nè, trời kiểu xinh chưa? Kiểu yếm là 50 size F. Size F lên mã yếm kiểu. Lên mã yếm kiểu nha, hiệu luôn á. 50. Rồi size L nè. Cái này chắc nó hơi mỏng mỏng xíu, xem mấy chế 35. 35 size L lên mã yếm cam. Đây gì đây? Này size S nè. Cái này nó mới luôn. Mới luôn nè, 60k. 60k lên mã hồng mới. Mới luôn. Hồng mới đó size S nha, em còn con này size ML nè. Tím là 60 đẹp lắm. Nó để L mà tầm M lớn bon chen nha. Tím 60. Mới luôn. Mới 10 size S nè. Size S. Size S 35k. 35k lên mã 2 dây. Tím cho Yến Linh nè, hồng mới, 60 là của Thúy Diệu nè, size S phải không? Ok ok cho Khương Nguyễn cái này này được hai cái. Khương Nguyễn cái 60. Tím là cho ấy rồi, cho gì Yến Linh là 60. Để em coi thêm còn con này nè mấy chế ơi. Còn con hồng đậm nè. Còn hồng đậm CM nè. Hồng đậm CM nha mấy chế ơi, tím hết rồi nè, hồng đậm CM 60. Tím cho Yến Linh rồi, 2 giây cho Đặng Hiền 35. Con này còn tem 35k luôn, size S. Size S 35 lên mã tem. Hồng đậm cho lại Quý An 60. Hồng đậm hồng nhạt. Con này kiểu mút đúc liền nè, chuẩn tập luôn rồi sao có cái nơ này thấy không? Size SM nhỏ thôi nha. Đó. Cho mấy chế 40k nè. 40k lên mã crop. Hồng đậm hết rồi của lại Thúy An phải không? Nãy mới đọc hồng đậm của anh. Con này cũng giá crop ngoài sao chéo lưng nè. Ở này có một cái tập luôn nha. Size S. Size S 65k. Ăn gần xong rồi bà. 65k lên mã S. Ok. Crop nè. 40 cho dạ con cầm thông cầm ạ. Ừ. Em bóc cái mặt áo kiểu cái nó là rạm lên quần rồi nỉ. Áo kiểu nằm đâu à? Chi nhiều bao quá chứ. À áo kiểu áo ren nè mấy chứ. Mình biến ra nó tập rồi. Em đâu có là. Không, mẹ đâu, mẹ đang nói trong đây áo xám size S35. Cái này là mã S là 65 đúng không? S65 của Hà Anh khách mới hả? Giờ sắp nghỉ rồi. Lấy cho đủ đơn giùm mình nha. Dự phòng cho bé Bi. 65. 65 ghi tên Hà Anh là dự phòng bé Bi nha. Áo ren này nó chế kiểu đẹp không? Size S, size M vậy. 35k cái, 33 cái nha. Ôi giờ anh hết pin. Ai có đơn lên bóc giùm cho em đi mấy chế. Thôi con này em xả 30 đi. CSM 30 lên mã số 1. 30 lên mã số 1 nè. 30 lên mã số 1. Áo ngực gì đây? Áo ngực 20k. CSM gì đó. 20 lên mã hồng nè, này nó liền nha. 20 lên mã hồng. Số 1 cho Minh Thi 30. Cái này dài 35 nè. Dài 35 size SM lên mã trắng dài. Trắng dài. Inbox nick đúng rồi, cái nick đang like, cái bác đang like 20 cho Yến Linh Nguyễn 20. Rồi cái này nâng nè size M nè. 25k một cái nha, cái này nó là mới luôn. 25k size M lên mã nâng xanh nè.
nâng hồng luôn, CM luôn à. Rồi à, còn con nâng nào nữa, hai con. Rồi 30k, 30k lên mã số 3, 30 lên mã số 3. Nâng xanh cho Lại Thúy An nè. Còn nâng hồng nha mấy chị. Cái đó 25. Cái này lên mã số 3 nè. Số 3 nè, 30. Cái này 20k nè. Có kiểu ngoài sau lưng nữa là sẽ ép nè. 20 nè, lên mã đan lưng. Size S luôn nè. Size S xinh xinh nè mấy chế ơi. 30 lên mã vàng. SM 30 lên mã vàng. Nâng hồng cho Tiên là 25. Này 20 lên mã trắng. Dán cờ lớp 20 nha. Lên mã trắng. Đang lưng 20 cho Ruby Nguyễn. Rồi cái này 35k, 35k lên mã xám, SM 25k. Nó chất su, không phải chất su mà là giống như đúc á. 25k size SM lên mã mã đúc. Đúc mã đen đang lưng 20 hết rồi. 20 có người lấy. Trắng 20 cho Ruby. Trắng hết luôn. Rồi dán crop top nè. Con này 30k nâng lên mã nâu. 30 lên mã nâu. 30 có hai con. Nó này áo bra size M 20 cho mấy chế lên mã ren. Kiểu nè. Kiểu dễ thương chưa, 30k. 30k lên mã kiểu hồng size M đều được nha. 30. Đúc cho Tiên Nguyễn 25. Rồi ren siêu phẩm dài 35k lên mã siêu phẩm. Siêu phẩm lên mã siêu phẩm. Cái này xuất sắc luôn, mới luôn nè. Chất su đúc chất gì đã. Cái này là áo ngực hay là áo gì em không biết luôn. Size S 35k, 34 mã gì nè. Size 34 xẹt 75. 35k nha. 35k lên mã số 4. Siêu kiểu hồng là 30 cho Yến Linh Nguyễn. Siêu phẩm 35 cho Hà Anh à, đúc em nãy giờ luôn. Không em sao. Số 4 là của Phan Anh Vũ 35. Rồi con này kiểu nè. Này 20. 20 lên mã chéo. Rồi kiểu này 20 lên mã xanh. Rồi ren siêu phẩm nữa nè. Ren này kiểu cái áo size S là 40 da lên mã áo. Nó như là cái áo luôn. 40 size S lên mã áo. Cái này 35 lên mã dài. Dài. Đây. Xanh 20 cho Yến Linh Nguyễn. Rồi con này 30k. Cái này su nâng chống gù gì mấy chế ơi. 30 nè, cái này có mấy size luôn. 30, ai lấy thì bấm mã su. Và cái size có size M, size L á. Này cũng 30 luôn nè. Size này ML bon chen nè. Lên mã kem 30k. Đó, áo su áo kiểu. À nâng nè, nâng em còn con nâng nè, nãy ai sao. Nâng ai sao nãy nè. Su size L hả? Nghĩ tặng. Bữa nãy giờ em chưa có luôn hả? Chưa có đơn hả? Nghĩ tặng. Su size L. Nè. Su nó L nhưng mà phải ít L mới được nha. Tại vì nó thủy hạn. Tại vì cái su nó co giãn ít á. 30.
nó co giãn ít mà mình mặc đúng size nó sẽ chật. Kem cho Hà Anh. Hà Anh ơi, kem này nó tầm size L nha tình yêu ơi. Nó còn một cái duy nhất. Còn màu đen thì có mấy cái, cái màu kem có một cái nè. Cái nãy Thủy chặn, còn cái này size L là của Thiman 30. Rồi con này 35k nè, lên mã rằn, size SM 35 lên mã rằn. Con hồng nâng này nãy ai sao này nó chế lên mã nâng nâng. À, em mặc size M. M đó nó tầm M lớn nha, tại vì xung thì mặc rộng rộng xíu cũng được. À, mua L mà không mặc được. Tại vì nó không có dạng như nó. Mình phải mặc rộng rộng xíu á. Thôi còn con nâng 25, nâng hồng cái 25. À, kem nè. Kem thấy quá chưa? Được chưa? Mình mà mặc size M phải mua size L, XL á, mấy cái xu á. Vừa. Rồi cho Hà Anh đi. Con dạ quang 50k mới tinh tình tình size M 50 lên mã dạ quang. Dạ quang, dạ quang. Rồi ai size lớn thì báo em dựng lên ít cái quần ở lại em nghỉ. Còn không? Ok. Nó mặc quần em lo lại đây. Dạ quang. Dạ quang 50 cho Yến Linh Nguyễn. Yến Linh Nguyễn chứ này mua về bán luôn nè. À, chị đổi em Su XL hả? Thi Mai lấy của Thúy Đặng, Thủy Đặng đổi cho Thi Mai. Đây cái này để cho Thủy Đặng cái này đi. Thủy Đặng nè. Cái kia cho Thi Mai nè, rồi đổi cái này cho Thủy Đặng cho nó bự bự nè. Mặc cho thoải mái. Rồi em lên quần em Thủy nè mấy chế ơi. Quần quá đẹp. Size S. Cái này không có cái đường viền nè. Eo này 70 độ về. 70 độ về mặc đẹp nha. À, đúng rồi, xu phải mặc lên size tại vì nó là mặc giống áo bờ ra chứ đâu phải mặc tập đâu, phải mặc ôm. Lưới phối dưới là 120k lên mã số 1. Size S 120k lên mã số 1, hai bên có túi. Con này cũng size S luôn, phối lưới nè. Phối lưới có giẫm gót nè. Có giẫm gót, phối lưới giẫm gót luôn, 100k lên mã đen. Đổi cái xu của em đó là size 2X em. 2X là mặc size L là vừa. Con này mới luôn nè, size S. Size S em này 68 độ về. Em 68 độ về. Màu xanh đẹp không? 120 lên mã xanh lá. Xanh xanh. Còn ai xem quần không mấy chế ơi. Con hiệu MI gì nè. Size của này. Size SM. Size SM. Đen cho từng vi. Đen 100k vẫn có. Của Hà Anh là size L. Cái này size tầm size M eo 70 độ về. Cái này chất đẹp lắm. Cái này chắc không phải luôn luôn đâu nha. Không biết nữa sao trong đó là đen khác mà ngoài đen khác. Nhưng mà chất thì bao đẹp cái chế. Chất đẹp lắm, càng cao không có đường may nào, 100k lên mã càng cao. Eo 80 à. Nãy giờ chị lên size L quá trời rồi đó em. Giờ bắt có gì lên đó. Xanh lá hả, không có size M. Size M nè. Size M màu xanh coban. Size M. Xem M em này 90 nha. Cái này không mới bằng mấy cái kia. 90 lên mã 90. Size S nữa nè. Size S em này 100 lên mã ly.
cho em xem cái quần suông. Suông thì không có để ở đây, cũng là trong rồi. Còn cái suông như là size L á, size L màu đen này nè, nè Thủy Đặng ơi, size L nè em, size L em này 75-80 nè, mới luôn nè, còn tem luôn nè, 100k lên mã tem, 80 cho Ruby Nguyễn, của 80-90 nè, Ruby Nguyễn, cái này lên mã tem nè, từ vi 100, tem 100 nha, size L. Tem cho Thi Mai. Rồi, Thủy Đặng lại là size. Ừ. Em Hiệu nè, trời ơi, con này đẹp nè, đi chứ ơi. Hiệu Kalenji, size này size M nha. Size M hiệu xỉn Kalenji nè. Đó, 120. 120 lên mã họa tiết. Size M. Đây em hiểu cái cây nè, size S, hiểu cái cây size S nè, 100k lên mã S, màu 20 lên mã họa tiết, họa tiết cho chế Thanh Loan nè, 120, 100k lên mã S, đây cà cao size S nữa nè, cà cao size S không có đường mai, 110 lên mã số 4. Họa tiết em hết rồi, mới chết. Ừ, con này là quá xuất sắc. Cái này tầm size M, eo này 70-73, 68-73, 120 lên mã nâu tay, 120 mã nâu tay, chất bóng đẹp, xịn. Đây con này chất dạt size S, size S cà cao nè, 90k lên mã xanh, size S cà cao 90 lên mã xanh, size S cà cao nữa nè, rồi phối lưới nha, 110 lên mã phối, mã phối dài miên man. Tiếp tục một em này, size này size số 4 là tầm size SM, eo 72 đổ về, 110 luôn lên mã hồng, cái bà ra hồng ở từ size S, size S em mới lắm, 80k. Tới đâu rồi ta? Tiếp tục con này size ML nè. Size này nó đánh size L nha, mà lớn con trang, eo này 73-77 nè, eo 73-77 là 100k lên mã cạc cao, dài cạc cao hồng cho Trần Thùy Linh, 110 tí xíu em ơi, lùi đến lên em lấy quá. Hình như cái này Domiot, trời ơi, này đẹp lắm, cái này đẹp lắm, Domiot mà sao là lưới nha, sao này tầm size M á, cái eo 69-72 mới chát luôn, 130 lên mã xanh lạ, 130 cạc cao cho Thúy Diệu, cạc cao 110 Thúy Diệu, Thủy Đặng lại sao, 130 lên mã xanh lạ. Này size S nè, size S hiệu nè, hiệu Domiot, 100k lên mã hiệu. Trời ơi, bóng bí dính, xanh lạ 130 cho Hạnh Nguyễn, 100k lên mã hiệu. Rồi con này size S nữa nè, chất đẹp lắm nha, hối nè, nhưng mà nó bị dính. Em coi cái sơn nó còn không, sơn ok nha. Rồi sơn ok nha mấy chế, size S nè. Ủa con rồng nè. Đó, 110 lên mã mã kem. Mã kem xanh lạ hết rồi.
thì 100k cho Ruby nhỉ. Con này lưới lưới là màu lạ nè. Gạp cao xe ép. Gạp cao xe ép giống như cái màu cà phê sữa. Ủa, ăn hết rồi mẹ. Dẹp đi. Rồi 100k lên mã lỗ. Kem cho Hà. Ủa kem hết chưa? Ủa kem rồi đi chứ. Kem rồi cái nào ta? À đây. Kem 110 cho Hà Anh. Xanh lỗ, quên mã lỗ nha, mã lỗ 100. Lỗ cho Minh Thi. Gà cao size M nữa nè. Gà cao eo này 72 độ về nha. Rồi chất bóng lắm, 110. 110 lên mã. Mã số 4. Nó cứ giống giống này. Còn mớ bị đen bỏ đâu. Đây 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 nè. Nè Thủy Đặng ơi, em lấy con này nè, chị ưu tiên cho con này. Chất dệt mới tinh luôn nè, size L nè. Gạt cao lịch bụng là số 4 110 cho Hạnh Nguyễn. Nè Thủy Đặng ơi, lấy con này không em? 100k nè. Size L nè. Con màu rêu xe mờ nè. Con màu rêu xe mờ 100k. 100k lên mã mờ rêu. Mờ rêu. Và con hiệu OSO. Ok. Cho Thủy Đặng nè. Nó mặt ngạch bụng luôn. Hiệu OSO. Thủy Đặng 100k. Cái này là nó lịch bụng luôn nè. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nha. Cái này có ai đây? Cái này là cạp này nó ấy luôn à. Mờ rêu 100k của mờ rêu đúng không? Của Xuân Thảo. Cái này tầm size L đó. Em có quần dự cái gì? Mờ vừa bụng 65. Cái nào chị? Mã đó vừa nhưng mà cái nó vừa cái chủ yếu là cái mông á chị. Cái eo á thì 65 á thì mình mặc ép nhưng mà cái mông là phải mặc mờ. Rồi cái này L nha mấy chị. Chất này như là lịch luôn. Thì oxy oxit hiểu gì nè. Oxy oxit gì nè. Cái tem này dập nổi luôn nha. Cái eo này tầm 72 75 nha. 76 cũng được luôn. 72 76 đi. Con này nó chất nó đã lắm, 120. Lên mã L đi nha. Mã L. Cái này ở trong nó là cái gì? Em có quần sinh nhiệt á mấy chế. Có ai lấy quần sinh nhiệt không? Thôi đó. Nhiệt mới sinh chất dày nha. Cái này là cái hiệu gì em cũng không biết. Nó size M, nó cũng giá dạng như lịch. Gen lịch luôn. 90k nè. 90k là cho mấy chế là lên mã nhiệt đi. L 120 cho Thi Mai. Con Domios size L nè. Domios size L 70. 70 lên mã đen. Nhiệt là cái này phải không? 90. Hải Vân. Ok, inbox giùm cho mình nha tình yêu. 90 Hải Vân. Con này là size số 2. Size số 2 là tầm size F. Size F của Derry 90. Cái này 90k lên mã 90. Dạ, ok chị. Ok nào ta, đen nào ta. Cái đen là cái nịt đó hả? Mã nịt đó hả? À mã đen 70 này hả Ngát Nguyễn ơi. Ok. Ngát Nguyễn là 70. Ủa chế cái này size S mà 90 mà chế lấy luôn hả? Hải chế Hải Vân. Cái này size S nha, cái 90 này size S nha. Cái 90 size S nha chế, lấy thì ok.
size M nè, M50 lên mã đùi. À đúng rồi chị, ok ok. Rồi tôi nói nhà em nay á là nó bao la. Tại nó màu đen em làm biến. Rồi size ML nha, nó để L mà tầm M dáng crop top 100k. 100k lên mã dài. Lấy S. Em lấy S cho con 90. Ok, ok, 90 nè. Đùi 50 nè. Hải Vân. Hải Vân luôn style L. Đúng không chị, đúng em. Rồi cái gì cái này 40 nữa không? Cái đó 50. Cái này là 100. Dài. Rồi em lên tiếp con này. Cái cạp trăm của ai xem của Hải Vân luôn. Cái này chun mông là đẹp đấy chứ. Chun mông nè. Đó, cái cổ cái chữ V xem M nha. Đó, chun mông. Cái này nó là viền cam cam nha, 100k. 100k lên mã chun. 100k lên mã chun. Em tắt máy bên đây nha mấy chứ. Không không. Áo dài tay cũng có. Lên mã chun. Đùi này nó để ép nhưng mà tầm M nha, 60 nè. 60 lên mở viền. Chun 100k. Đâu? Có máy đây được đâu? Cho Hải Vân. Nè, em tắt máy bên đây coi. Áo có. Để coi. Đây đây, còn con này đẹp lắm, chất như là Adidas size L. Chất y như Adidas luôn, mặc rất là đã luôn đó chứ. Size L nha. 100k lên mã sọc. Cái này eo 77-81 đổ về. 100k lên mã sọc. Rồi con này quần lỡ nè. Size M nè. Chất dẹp ML bon chen nha. ML bon chen. Rồi con này 70 luôn nè. 70 lên mã dẹp đi. Chị mặc M hả? À? Áo phong tập. Áo phong tập em không có. Áo có tay không có, em còn áo bra. Bra nè, còn con bra hồng tiểu 70 nè. 70k nè. Trời ơi đẹp chưa, size M lên mã tiểu đi. Đẹp quá đẹp luôn mấy bà ơi. Dẹp cho Thanh Trúc nè. 70. Còn cả đống đùi này em xả 40k cái cho mấy chế ơi. Size này size L. Chất gió nha, size L nè, lên mã gió là 40. Kiểu cho lại Thúy An. 70. Thôi em xả qua cái hàng này đi. Size này nó tầm tầm size L luôn là 40k. Hiệu Trang luôn nha, mà chất cô to em sale 40k. Size này nó làm M lớn L nhỏ 40 lên mã 40. Đùi tròn hai lớp không nha, một lớp em báo. Cái vừa rồi cũng hai lớp 40k lên mã gió. Cái này ép 40 cho Thảo Lê nè. Rồi cái này size S nè, lên mã xám 40k. Con này siêu phẩm size L nè. XL. Em xe con này 50 nha, XL lên mã XL. Rồi này size S. Có ai lấy S không ta? Chị lấy M không? Vậy thôi S em khỏi lăn. Đây cái này ML nè. XL cho Hương Nguyễn nè. XL 50 cho Hương Nguyễn nè. Ủa có người lấy XL nè. Cái này size ML nha, 40 nè, lên mã viền hồng. Size S 40k lên mã gió xanh. XL hết rồi. Ồ, Hương Nguyễn mới hả tình yêu? Hay là để cho người sau? Con này đẹp lắm, hiệu Camel size XL nữa nè. XL lên mã hiệu đi, 40 luôn nha. Sao chị chốt mấy cái đều, chị chốt sao? Gió xanh này xe ép nha, 40 cho Hải Vân. Size M nè,
M, L. Nó để ít L mà tầm L thôi. Nó để ít L mà tầm L thôi nha. Tại cái này mình phải mặc cái mông mình nó to to mà rộng xíu cũng không sao. Em có địa chỉ rồi hả? À rồi, ok. Size nó để ít L mà tầm L nha. Lên mã viền xanh cũng 40 luôn nha. Hiệu cho chị Hải Vân. Rồi size L này lên mã cà cam 40k cái. Này ít L nữa là mới chết chất gió nha. Lên mã cạc xám size L. Size L lên mã cạc xanh dạng cạc cao luôn à. 40. Size S em khỏi like ha. Con này chất mềm mềm. Size M chất mềm mềm sale cho mấy chế 30. Lên mã 30. Galenzi size S. M nhỏ bon chen. Con này là siêu phẩm nhưng mà nó hơi bị chày chày phía sau, em bán cho mấy chế 35. Lên mã đúc 35 lên mã đúc. Cạc xanh cho chế Hải Vân 30 cho chế Hải Vân. Con này là quần một lớp lụa lụa gì là 10k size M. Hai cá của Hải Vân ờ. Size M nha, cái này một lớp 10k lên mã lụa. Ủa? Cái này bao nhiêu? 40. Rồi là 40, cái này 35. Đúng. Ấy cái hồng nó 30 chứ bộ. Lụa. Cái này nó để gì chứ nó không phải hiệu đâu nha. Này thời trang thôi, không phải hiệu nha. Cũng 40. Size M nha. Cái lên mã 40. Lụa cho Thủy Đặng là 10k, cái đó 35. Cá 35 của ai vậy? Của Hải Vân. Rồi cái này lên mã 40 nha. Size M L. Cái này size L XL. Lên mã viền hồng. Đây size L nè mấy chế ơi. Size L nè. Quần dài nha, 80k lên mã cạc hồng. 80. Size S là 40 lên mã tim. Size L lên mã cạc hồng. Viền hồng. Ủa viền hồng có chưa? À, viền hồng đây. Viền hồng của chế Hải. Ủa quên, mã này 40 chứ. Viền hồng của chế Hải Vân này nha. Cái áo và phong hả? Phong tại vì em hàng em để tùm lum. Em không có để một chỗ tới hồi em kiếm không ra. Em khổ vậy đó. Em cái con này mút đúc liền, cái này hàng siêu phẩm mút đúc liền size L. Mà cái lưới này nó bị xuống màu ha, em bán cho mấy chế 30 nè. Có cái 30 này cũng Hải Vân luôn. Ừ, 30 lên mã vàng chăm. Nó bị xuống màu cái lưới nha. Cái lưới này nó hơi bị xuống khoảng 2 tông. 30. Không có áo phong tập. Em coi nữa, em bỏ riêng một bịch. Lai nữa đi. Ôi à, cái bịch áo áo thì được đâu rồi ta.
Chế ơi là chế ơi. Em có dạng áo ba lỗ dài thôi chế ơi nè. Ôi da. Áo áo trong tường. Áo trong tường nãy của Minh Thy, Minh Thy hả? Hết áo rồi, em có dạng dài này chị lấy không? Minh Thy ơi, Minh Thy ơi có. Dạng dài ba lỗ không có tay. Nè chế lấy cái này nha, 40k một cái nè. Được không? Chưa áo kia em không biết có một cái hay cái mà. Dục tùm lum. Không kiếm ra nổi đâu. À ba lỗ ha. À ok. Cái này nha. Cái này 40k nè. Size M, size L đều được nè. Chất dày nè. Đó. Size chế. Còn mấy cái. À cái đó có lấy không chế? Lên mã da nha. Ba lỗ không có, có kiểu đó đó. Hết rồi. Không còn. Đây cái yếm 55k nè. Yếm không? Yếm không? Áo tập kiểu yếm mà đi chơi được trong nè. Có cái bra 55k. Nên ba yếm. Với em có 2-3 cái vậy. Ba lỗ đó để em kiếm. À có cái màu đen nãy chưa ai lấy nữa. Màu đen. À đây nè nè nè. Size này size to rồi. Size XL là 50k. XL. Em thêm cái con trắng ren nè. Trắng ren nãy ai lấy rồi mà còn đâu. Yếm 55. Cô Hải Vân cho em xem con trắng ren. Trắng ren nè. À nó lỡ không có ba lỗ. Kiếm chị cái ba lỗ em có một cái một duy nhất mà nó nằm đâu rồi. Cái này được không? Cái này 50 nè nhưng mà size XL. Cái ba lỗ hồi nãy da này lấy nè 40. Không không cái 40 da nè hồi nãy vân. Hồi nãy nhớ có một cái ba lỗ màu đen đen mà. Loại đấy. À chị nhiều rồi hả. Chứ ba lỗ nào. Tại vì thường áo mà ra nó tập nó không có. Em có cái ba lỗ nãy. Cái dạng áo dài dài nãy có lấy không ta? À rồi đây đây đây. Rồi hiệu luôn là 80k luôn đi. 80k có một cái duy nhất. Đó 80k mã tím nha. Còn cái kia 35k đều ở đâu. Giờ mà kêu em kiếm được chứ. À em nói cái ren này hả Minh Thy ơi. 35k nè Minh Thy, đúng không? 80 cho chế Hải Vân nè, Minh Thy lấy ok nha. Ngồi lên được rồi chế ơi. Không giờ mình nghĩ là con vàng ở phía sau cái này là màu xanh chứ đâu phải màu vàng. 35k cho Minh Thy nè. Mấy cái đùi ngố, không có đùi ngố em ơi. Có đùi hai lớp à. Đen chữ trắng trên tay trái nè. Cái này 50 là chế size M nè. Size M 50k. Đang xả giá rẻ. ML nữa nè. Không cái này M thôi. 50 luôn lên mã số 2. Con này size L nè. Size L nè xả 40 nè.
40 lên mã 40. 50 của chị nè. Hải Vân. Size L tiếp tục xả 50 lên mã dây nè. Cái quần gió hai lớp ở size M nữa. Giờ lên quá trời gió hai lớp size M. Đây gió xịn nè, Domios hiệu nè. 60k nha chế. 60k lên mã gió hiệu nè. 40 là cái này đúng không? Thảo Lê size L mà em mua cho hả? Thảo Lê. Không phải Thảo Lê lấy cái đó không Thảo Lê? Gió hiệu 60 nè. Chế Hải Vân nè. Gió em còn ép là 50 luôn nè. Vậy là Thảo Lê lấy trước rồi. Thủy Đặng ơi, size M gió sáng nè. Nó để L mà tầm M thôi nha mấy chế. Tại vì ai mà L thì mặc cái mông cũng có vô đâu. Nó để L mà tầm M thôi nè. 60 nữa nè. Lên mã gió sáng nè. 50 F đen nè. Cho chế Hải Vân nè. Lưới nè, bây giờ em xả 50 luôn. Lưới nè, size này nó tầm size L nha. Nó để ít L mà tầm L thôi. Lên mã 1. Xả 50 luôn cho mấy chế. Cái này ML luôn nè, lên mã 2. 50 luôn. Gió sáng là 60 cho Hải Vân. Em lấy cái dây 50. Em lấy cái dây này phải không em? Cái này xem M nha. Cho Hải. Có cái gì quên này. Thủy Đặng 50. Số 1 cho Hải Vân. Thảo Lê sao rồi? Số 2 cho Hải Vân luôn. 50. Xả lưới. Cái này size S. Size S này 40 nè. Lên mã viền trắng. Cũng rất gió luôn. Gió. Mấy cái đồ em nhét cho hết rồi đó. Đùi ơi, nó lạc lắm hết rồi. Nè cũng chất gió nè, trái 40 nè. Cái mã dây. Mã dây là cái áo hay cái quần em? Chị quên mất tiêu rồi. Mở cái của Thủy Đặng ra. Tí tìm chị mấy cái. Áo em hết rồi quá. Cũng hết áo của, áo tập rồi. Em chỉ áo cái này thôi. Em chỉ có áo này thôi. Em không có áo có tay tập kia. Áo hả? Cái áo mã dây hả? Nó ra làm sao em? Sao gì? Ôi 30k nãy chưa lên con này đẹp quá nè. 30k lên mã ren nè. Ren 40 là cái này hả chế? Cái viền hồng 40 nè, đúng ok nha. Hải Vân. Nè cái siêu phẩm nè, dài nè, 35 nè. 35 ren cho Thảo Lê nè. Này 35 nè, lên mã dài nè. Ren hình cái áo nè, size S nè, 35 luôn. 35 là cái dài này ha chế. Áo đen có cái hiệu xám sao. Ủa chị like lúc nào vậy? Ủa cái đó là lúc đó là của chị ấy lấy cái gì rồi? Chị Hải Vân lấy cái chữ trắng đúng không? Chị Hải Vân 35. Cái nào đâu ta? Cái đen nào đâu? Đâu có cái đen nào có chữ đâu, có cái chữ này chữ xám đâu.
có cái lờ, cái con, cái hình con chim là có người lấy rồi. Cái này ờ, cái đó chữ trắng dài rồi, dài cho chị rồi. Đó nữa nè, ren 20 nè mấy chế, ren 20 nè, vàng lên mã vàng là cái nào ta? Em mặc size L phải không? Để kiếm con này đi. A à, a, à, ok ok, cái này đúng không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Rồi nhớ rồi. 50 cho Thủy Đặng. Xanh ba lỗ XL. Cái này cho chị nha, cái này có mút sẵn là XL nè. 50 nè. Ok ok. Cái đó Thủy Đặng. Ơ oh, quên, Hải Vân 50 này, này Hải Vân 20. Rồi rồi đúng rồi. Cái não, cái não cá vàng nó không quên. Size ML này mới chế 40 lên mã rằng nè. 40 lên mã rằng. ML nè, ML chất chất gân 40 mã rêu. À nè chị, trời ơi em kiếm nãy giờ. CM nè 35k đi lên mã áo. Rồi đó. Kiếm giờ nó đã xuất hiện nè. Đó, 35 luôn nè, tại nó màu đen, sale. Rêu 40 cho chị nè. Hải Vân. Còn mấy cái đùa lưới nè 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 Thảo Lê. Còn mấy cái đùa lưới, trời ơi. Gió hiệu nè mấy bà ơi. Size này cái XL mà tầm L nè. Trời gió hiệu nè mấy chế ơi. Gió hiệu size XL nó tầm L 70 nha. Lên mã mới đi. Mới. Áo. Áo nè. Áo 35 nè. Gió hiệu là nó đi XL mà tầm size L thôi, cạc cao là 70 nè, lên mã mới. Hải Vân. Cái này nè, XL nãy chế nào hụt nè, 50 lên mã XL nè. Rồi rồi. Rồi nha mấy chế, em xuống lại nha mấy chế. Con gió này size S. Gió sẽ ép mà cái màu này nó hơi xuống màu rồi, 30k. Cái màu trắng xuống màu nha, lên mã 30. XL mấy cái áo em hết áo rồi. XL 50k. Đây, XL 50k. Cô Hải Vân. Có dạng thứ này à, chị ơi, rất tốt là ML 80 nè. Này mặc đi chơi được luôn. Đó. Ở trong nè, 80k. 80k nè, ML nè, lên mã áo hồng. Đó em có dạng như vậy thôi chứ không có dạng áo tập kia. Hoặc là nó dài gì nè. 60 nè. 60 nè, sale nè. 80 nè. Cho chị Hải Vân 80. Ừ. Chứ không có dạng kiểu áo kia. Rồi, chế nào có đơn inbox cho em. Rồi dạng dây. Con 60 hả? Cái này để em coi. Cái này cũng có size lớn nữa đó. Hình như cái này nó cắt mất tem. Tầm SM, SM nha. SM nha chế. Lấy thì em kiếm cho. Em kiếm size lớn hơn cho anh nhớ. Cứ bóc thảy nó nhiều size.
là hết rồi đó. Nó tầm size mời. Không sao nãy uống đi lô cái đó. Đây đây dạng crop này size M này mới chế 40 này được không? Cái áo này em còn một cái size XL thì phải à. XL em bỏ trong bịch em chứ không móc ra. Tại vì không có sale, không có like tới. Đây đây, đi lấy cái này đi nè. Cho nó thoải mái, mặc đi chơi được luôn. Này nha, này nha. Đó đó, mà nó size to, nó size L XL. Okay. Okay, 40 nữa nè. 1 tầng, 2 tầng, 1 tầng, 2 tầng. Ok, ok. Cái 60 cây bự, cái nở 40. Để em móc XL, cái có gì không? Rồi, cái này được không? Xe L, XL nè. Rồi, 40 luôn. Xem nha. Lên mã hồng. Dạng cái áo đó, nó nhiều size XL lắm. 50 nè. Cái mã đen nè. Đó. Nó giống như đó đó chị. Này màu tím nè. Màu tím nè. Màu đen đó được không? Màu đen 50, màu tím 60 nè. Bây giờ này đấu quá ta. Rồi. Ok chế rồi, em hết nha, em xuống like nha. Đói giả rồi. Bye bye cả nhà 50. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha mấy chế. Già già rồi, bye bye.